Kiểm tra thì các tăng ni sinh chúng ta lưu ý cái trình độ của mình là phần lớn hết á, thì bây giờ là chúng ta làm bài các tăng ni sinh chịu khó phải viết ra, viết xong hết rồi bắt đầu mình mới đánh bài, mình mới gửi qua file Word, gửi file Word đó chứ đừng gửi file PDF. File Word thì cuối này chỉnh sửa rất là dễ, file PDF thì chỉnh sửa nó khó hơn, gần như không chỉnh sửa được. Thì gửi file Word thì cuối này chỉnh sửa chấm điểm và mọi chuyện nó thuận lợi. Chứ mà nếu mà còn trình độ của mình mà bây giờ mà cứ các tăng ni sinh mà không có chịu viết ra giấy trước á, phải viết ra giấy trước rồi xong mình mới làm được tờ giấy đó mình mới đánh bài, đánh trên computer hay trong cái laptop gì đó thì nó mới tốt. Chứ còn mà nếu mà người chỉ cứ mình ngồi đánh trực tiếp lên thì không đạt. Nên các tăng ni sinh cũng lưu ý phải có cái bản giống như bản thảo nháp vậy đó, phải làm bài để tập. Còn lớn nhiều người cũng chưa phải hành vi tính nhiều, cho nên chúng ta phải chịu khó. Thời đại này nó cũng công nghệ rồi, bắt buộc. Cũng như ngày trước cái thời mà nó không dùng điện thoại rồi này kia nó khó. Nhưng mà bây giờ là cái thời đại công nghệ, nhất là từ khi mình đại dịch Covid nó xuất hiện rồi, tất cả phải yêu cầu là phải online hết. Là ai cũng không biết điện tử cũng phải chịu. Thậm chí là các vị hòa thượng lớn tuổi đâu có biết gì mà chương trình công nghệ Zalo, Twitter, Facebook, YouTube, đủ thứ chương trình đó, thì cũng phải là bây giờ phải thực tập ít nhiều thì cũng phải biết một chút. Rồi Meet, rồi tới Zoom Meet rồi đó, thì những cái chương trình bây giờ các họ thường cũng nếu mà có giảng dạy, có chia sẻ hay là có kinh kệ, có khó lẽ mà mình muốn mà truyền tải với mọi người là phải có công nghệ. Thành thử là các tên sinh nhiều người cũng chưa làm quen được, nhưng mà trong bối cảnh này thì phải chịu khó và cố gắng. Thế về ai mà chưa làm bài thì chúng ta cố gắng hòm đó để gọi qua để có thể chấm một lần. Hiện tại thì có thể cũng nhận được 20 mấy bài rồi đó, còn thiếu cũng khá nhiều. Các tên sinh ngày hôm nay thì trong ít nhất là 2-3 hôm nữa phải gửi cái hết, gửi chậm quá thì cũng sẽ bị trừ điểm đấy. Nhưng bởi là một tuần qua vấn đề của mình đã nhiều người làm hết rồi, còn có nhiều một số người không chịu làm thì sẽ phải tranh thủ trong một hai hôm nữa mình phải làm. Thì mình làm bài xong rồi thì mình sẽ cố gắng là đánh viết trên tờ giấy á, rồi mai mốt nếu còn thì giữ cái lương đó các bạn lại làm bài trên cái tờ giấy, rồi xong đó là mình đánh xong rồi phải quẩn cái này. Thì hôm trước mình học cái bài về nhân quả. Cái bài về nhân quả thì mình cũng đã làm bài kiểm. Và hôm nay mình học một cái bài mới. Bài mới đó là bài nhân quả và nghiệp báo đi đôi với nhau. Trước khi bắt đầu bài mới thì ai có hỏi câu hỏi gì không? Có thầy Tăng Sinh Nguyễn Hải gì không? Không muốn hỏi gì hả? Không hỏi gì. Hỏi cái gì, hỏi lớn hơn coi. Hỏi cũng mở cái mic ra, chưa mở mic. Mở cái mic và nói lớn lên. Nói lại đi, đó, mở mic.
Trong Phật pháp của mình, một tăng sinh hỏi là muôn hoa là gì? Thì trong cái chương trình Phật pháp của mình nó có ba giáo lý căn bản, theo cái nền tảng đi đôi với nhau là nhân quả, nghiệp báo và luân hồi. Nhưng mà trong cái chương trình giảng dạy trong tài liệu của mình thì mình chỉ học cái bài nhân quả và bài nghiệp báo, còn bài luân hồi thì các tăng sinh chúng ta chịu khó tham khảo các tài liệu có đầy đủ hết, mấy cái định nghĩa rất là dễ, chịu khó học hỏi nghiên cứu thì quý thầy không có giải thích ở đây. Tại vì nó còn cái thời gian nhiều, mình tập trung vào cái bài nhân quả và nghiệp báo, còn bài luân hồi là một bài thứ ba các tăng sinh chịu khó chúng ta về học thêm tài liệu nghiên cứu thêm. Thầy Trung Hải rồi các hỏi về câu hỏi đó thì chúng ta cố gắng về nghiên cứu thêm cái tài liệu mình đó. Hỏi cho con. Pháp cú sao con? Câu hỏi thì con hỏi lại cho rõ rồi nè. Kinh pháp cú thì con là kinh pháp cú nó nhiều cái phẩm, chẳng hạn phẩm song yếu, nó song yếu thì những cái câu hỏi nó song song với nhau, ví dụ như là câu thứ nhất là bây giờ nói về phẩm, thứ nhất là phẩm phẩm tâm, ví dụ tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu với tâm thanh tịnh đấy thì tùy theo trang mấy thì đó là nói chung kinh pháp cú thí dụ thì mình cứ tìm hiểu mình tham khảo, tại vì tùy theo cái tài liệu mà người ta có trang khác nhau. Nhưng mà khi mình cũng làm việc mà trích dẫn á, một cái tài liệu mình trích dẫn thì chẳng hạn mình trích dẫn cái tài liệu đó, cái kinh pháp cú của ngài Đồng Dịch, của ngài Minh Châu Dịch, hay của ngài Vệ Siêu Dịch, hay của Ban Hoằng Pháp Trung Luân Dịch, hay là Ban Giáo Dục Tăng Ni Dịch, thì nó có tờ mấy, trang mấy, dòng mấy, xuất ai là nhà xuất bản nào, rồi trang mấy, tờ mấy, dòng mấy, đó là nếu mà khi mình làm trích dẫn đó mình cứ lấy theo cái cú của mình chứ không nhất thiết, hiểu không, người nào trích dẫn hay là mình trích dẫn từ đâu phải có cái nguồn trích dẫn, đó là một trong cái tài liệu tham khảo. Nên khi mình làm bài muốn trích dẫn á, mình phải ghi cho rõ ràng, mà mình trích dẫn mình không ghi á là người ta gọi là đạo văn ăn cắp, văn chương ăn cắp những cái câu cú khác gọi là đạo văn. Còn mình làm trích dẫn bài bản, như thậm chí mai mốt á là hiện tại như mình ngày xưa ông bà mình học ở Việt Nam mình á, là sau này quá trình nghiên cứu nó đòi hỏi nó phải chuẩn hơn, nhất là khi mà lên cái chương trình mà học mà từ thạc sĩ tiến sĩ trở lên á, là mình ghi một cái câu thì phải ghi rõ ràng. Chẳng hạn mình nói là kinh Di Đà có dạy rằng hai chấm mở ngàn kép, thì mình bắt đầu mình mở cái kép xong lắm là mình trích trong cái câu đó, ví dụ như kinh Di Đà có dạy rằng hai chấm mình mở ngàn kép này xá lợi phất, tại sao thế giới đó tên là cực lạc, vì thế giới đó không hề có các điều khổ này kia. Thì mình khi mình trích xong đó mình bắt đầu mình mở ngàn đơn. Nó có chương trình là footnote hay là endnote. Footnote tức là ghi chú thích ở cuối dòng hoặc là cuối cuốn sách, là cuối theo cái bài viết của mình. Nó tùy theo cái cách mình hành văn mình làm. Gọi là footnote hay là endnote. Footnote tức là ghi chú ở dưới trong. Endnote tức là cái ghi chú, nó là cuối gì, cuối cùng của cái bài viết hay là cuối cuốn sách, nó tùy tài liệu tham khảo đó. Thì mình sẽ ghi cụ thể. Nếu mà mình ghi mà gọi là kinh A Di Đà vậy thì mà mình trích dẫn mình không có ghi, ví dụ như đó là cuốn đó của ai dịch, ví dụ của ngài Minh Châu dịch khác, của ngài Trí Tịnh dịch khác, rồi của các cái ngài Trí Quang dịch khác, hay là của thầy nào dịch khác, hay thậm chí của một cư sĩ nào dịch, hay là ngoại đạo tà giáo dịch, thì không có ý nghĩa. Thế này con không biết chữ biết nghĩa, tầm bay tầm ba trong đó là mình trích dẫn đó không có giá trị. Thành thử là mình phải ghi nó cụ thể. Nếu khoảng ngày xưa mình học mà ví dụ từ cái thở lớp 12 trở xuống thì may đã chấp nhận. Ví dụ người xưa có dạy rằng, người có cố nhân có dạy rằng, nhưng mà cố nhân ông nào, người xưa là ông nào, chứ phải ông bụng nhậu mình cũng duyên được. Người xưa có dạy rằng là ông làm từ rượu mà ra anh mà uống rượu cũng là ăn cơm. Thì nó nghĩ biện cho những cái người uống rượu uống chè nó thì mày bảo người xưa gì, mắm xây rượu cũng là người xưa sao được. Chứ phải chấp nhận người xưa là ai, ông đó là ông, người xưa là người nào, là Khổng Tử hay là Lão Tử hay là Đức Phật hay là các cái nhà khoa học hay là những cái người hoặc vĩ nhân,
thì mới gọi là người xưa, chứ còn mấy ông tào lao bọn nhỏ cũng trích dẫn người xưa vậy, mà ai chống là cũng được, thành tất cả tao bỏ hết. Như cách làm bài cũng vậy, bây giờ thì các tăng ni sinh cũng học đó, thì nếu mà làm bài mà trích dẫn thì cũng nên trích dẫn ở đâu, mình tập làm cho quen. Mặc dù là cái kiến thức mà học và ban đầu phổ học cơ bản thì cũng chưa đòi hỏi cái mức độ đó, nhưng mà nếu mà mình làm bài thì đỡ tập quen dần thì cái đó cũng giá trị, cũng đạt điểm, thì mình bắt đầu mình trích dẫn như thế. Đúng rồi, hôm nay mình học cái giáo lý về nghiệp báo. Thì hôm trước với các cái bài trước, các ai có câu hỏi gì chúng ta ghi lại. Mình sẽ cũng hạn chế mỗi buổi với thầy trả lời trong vòng khoảng chừng 15-20 phút thôi. Nếu mà mình trả lời nhiều quá thì sẽ hết cái thời gian học của mình, nên sẽ cô đọc phải chọn lọc. Và hôm nay mình học cái bài về nghiệp, giáo lý nghiệp. Thì hôm trước, lần trước đó, thì quý thầy cũng giới thiệu là mình học, mình tham khảo các cái tài liệu, nhớ không? Cái tài liệu mà hôm nay thầy giới thiệu là một cái bài viết về giáo lý của nghiệp báo. Nay là một cái bài viết của Thượng Tọa Tâm Thiện đó. Rồi ngày nay như ngày đang ở bên Mỹ á, ngày trước là ngày Tọa Tâm Thiện viết về rất nhiều sách về triết học Phật giáo nhiều lắm. Thì mình có thể mình tham khảo bài viết này, thì là mà hôm nay mình học bài này để cho nó phong phú, mà thấy cái bài viết này cũng rất là đầy đủ, tốt hơn các thanh niên sinh tham khảo rồi, là mình nghĩ nó học nó sẽ tốt hơn. Rồi còn có cái bài viết về nghiệp nhân quả, nghiệp báo hay luân hồi, thì trong bộ Phật học phổ thông các thanh niên sinh chúng ta phải dành thời gian đọc đó. Còn trong cái bài mà giáo lý về nghiệp á, là trong cái chương trình Phật học căn bản của mình á, thì là được xem là bài số 20, được các em xem như là bài cuối trong chương trình mà cái năm đầu tiên của chương trình mà nhân quả trong cái giáo trình mình học Phật học căn bản. Đối với các nước và các trường học các nước của Saravana Nam Tông thì người ta ít cái giáo lý nghiệp và nhân quả nghiệp báo thì ít được học bằng những cái bên các nước như Việt Nam, Thái Lan, Việt Nam hay là các nước đại thừa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và v.v. thì những cái nước Phật giáo đại thừa thì đề cập tới cái giáo lý tiến trình nhân quả nghiệp báo được xem là giáo lý rất là cơ bản để chúng ta học. Thì các tân sinh có cái tài liệu bắt đầu là ta tham khảo, là sẽ bắt đầu những cái giáo lý về nghiệp, học được cái giáo lý về nhân quả về nghiệp rồi á, thì chúng ta tất cả chúng ta biết này, là mọi việc là từ để mình quyết định, rồi không có chỉ thừa, không đổ thừa cho bất kỳ cái người nào. Có người thì buồn chỉ thừa cha mẹ, người thì chỉ thừa anh em, người chỉ thừa bạn bè, người chỉ thừa thầy tổ. Có như thầy tôi chẳng quan tâm gì hết, học hành gì này kia không quan tâm, mà tôi sao khổ quá, tôi sở dĩ học dở là do cha thôi, do mẹ thôi, do thầy thôi, cứ đổ thừa hết người này người kia. Nhưng mà cái nhân quả nghiệp báo mình học rồi là mình mới biết là mình là chủ nhân ông của đời mình, không ai quyết định được cái cuộc sống mình hết, mà mình là người quyết định. Mình muốn học giỏi, muốn học dở, muốn giàu có, muốn thông minh, muốn trí tuệ, muốn an lạc, muốn khổ đau hạnh phúc thì từ nơi mình quyết định hết. Mình đã học được cái giáo lý này, mình hết sức là người trở thành người rất là mãn lòng, học theo người con Phật, không có đổ thừa cho Phạm Thiên, không đổ thừa cho Chúa, không đổ thừa cho Thượng Đế, không có trao quyền cho ai hết, mà mình là người quyết định, mình là chủ nhân ông của đời mình. Hôm trước đó mình đã học xong cái phần về giáo lý về nhân quả, mình phải tạo nhân cho thật là tốt, để làm sao có kết quả cho rõ ràng, càng ngày càng tốt đẹp. Và hôm nay là mình học về giáo lý về nghiệp. Nghiệp thì xưa nay mình học một cách chung chung, hôm nay mình học một cách rõ ràng. Ai hỏi là nghiệp là gì, ít nhất thì các tăng sinh cũng phải trả lời một cách rất là rõ ràng. Nhân quả, ai hỏi nhân quả phải định nghĩa nhân quả phải rõ ràng, không phải nói mơ hồ như trước khi mình chưa học. Nhân quả của bài nghiệp cũng vậy. Các tăng sinh tập trung trong cái tài liệu của mình, thầy sẽ giới thiệu hai cái tài liệu đang ở trước mắt thì có thể có được đó. Trong một cái tài liệu các tăng sinh hiện tại là mình có cuốn sách Phật pháp căn bản là có không? Này, tôi đọc cái bài về vẫn dẫn nhập giáo lý nghiệp của ngài Tâm Thiện trước. Trong kinh Majjhima Nikaya, tức là Trung Bộ Kinh. Sau này các cái năm sau thì các tăng ni sư sẽ học, sẽ tìm hiểu về kinh Trung Bộ, các năm bộ Nikaya, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Anh Nhắc Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, những đó là năm bộ kinh, hay là đối chiếu với năm bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tập A Hàm và Tiểu A Hàm.
Thì trong này là trong kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật dạy rằng con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra. Nghiệp là quyến thuộc, là nơi nô dọa. Và có trích dẫn tiếng Anh nữa. Như thế sự hiện hữu của con người đồng thời là sự hiện hữu của nghiệp thiện và bất thiện từ vô lượng kiếp quá khứ. Mỗi con người cá thể là điểm trung tâm của nghiệp. Mỗi loài cá thể ấy sẽ không có bất kỳ một cái nghiệp nào mang đến. Ông Nguyễn Du là một trong những người nghiên cứu rất là sâu sắc về Phật giáo. Ngày trước là mình cứ tưởng là nhà thơ, nhà văn, nhưng mà ông là một, không những là nhà thơ, nhà văn mà là một Phật tử thuần thành, hiền sư, nghiên cứu cả kinh Kim Cương. Ai mà các anh xin chịu khó tìm hiểu về Nguyễn Du với Phật giáo thì chúng ta sẽ thấy cái sự hiểu biết ông còn là liên thông về Phật giáo. Thậm chí mà cái bản văn mà cứu vào các pháp của hồn mình đọc lại một hiếp là còn hơn gì nữa, mà nhiều chùa sử dụng cái bài văn tế Phật nội chúng sinh của Nguyễn Du để mà làm cái bài văn cúng, để mà cúng trong các cái dịp cúng các bác cô hồn, cúng đặc biệt là trong cái dịp mà Vu Lan báo hiếu, trong cái dịp mà tháng 7 á, thường cúng thì nhiều cái chùa, nhiều người tại gia với những người tu tập, người Phật tử này cũng sử dụng cái bản văn của Nguyễn Du, cũng đúc kết về những quả nghiệp báo. Nhưng mà ông là một cái nhà nho, trước khi mà thầy nghiên cứu Phật giáo, nhà nho liên thông với mọi lĩnh vực. Ông bảo là ông hay muốn sự tại trời. Trời xanh đã bắt làm người, đã bắt con trầm, phải con trầm cho thân cao mới được phần thành cao. Có đâu tiên trị gì nào. Nhưng mà cái nghiệp của ông ta đề cập đó là ông ta đề cập của chữ tâm. Tâm với mình ba chữ tài. Giờ ta đề cập tới cái gì, tất cả mọi cái vấn đề trong cái triết lý truyện kiều. Nhưng mà khi nghiên cứu sâu hơn nữa, cái lĩnh vực mình nghiên cứu trong Phật Pháp Nguyễn Du rất là siêu. Rồi mà đề cập tới vấn đề mà cúng kiến, mà ai mà biết cái bản văn mà sau này dùng trong những một cái bài kinh mà cúng các bác của hồn. Chẳng hạn như văn tế thập loại chúng sanh của Nguyễn Du, viết về các loại các bác của hồn. Tiết tháng 7, tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt, tót hơi may lạnh buốt xương khô. Não lùng thấy bệnh chùi chiều thuốc, ngàn lâu nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Đường mạch dương bóng chiều mang mát, dịch đường lê lá đắc mưa sa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế cũng là cõi ông. Trong trường già tối tâm trời đất, có khôn thiên họ pháp u linh. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn thất chiếc lên đêm quê người. Hương thói khói đã không nơi nương tựa, hồn một coi lạnh lẽo đêm đêm. Còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói kẻ hèn người ngu. Tiết độ thu lập đàn giải thoát, nước tịnh mình giữ hạt du chi. Muôn nhờ Đức Phật từ bi giải on, cứu khổ hồn về Tây Thiên, hồn về Tây Phương. Cho nên ông Nguyễn Du biết những cái văn đó là ý gì, những bài kinh đó là mở đầu trong cái văn tế thập loại chúng sinh. Rồi kết thúc cái mà văn tế thập loại chúng sinh là ông gọi là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đẳng. Đó, ai mà các linh sinh có thời gian là tìm hiểu về cái văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Cho nên ta nghiên cứu của Phật Pháp rất sâu sắc, nhưng mà về mặt thế gian thì đôi lúc ta đề cập tới cái chữ tâm và chữ thai. Đề cập tới cái vấn đề mà thiên mệnh, thiên mệnh như thế nào. Nhưng mà khi đề cập tới cái chữ nghiệp thì chúng ta có tờ trời mà cũng có thai. Chữ trời giống như là chỉ cho những cái trời, tức là tiếng trên trời chỉ cho đạo Chúa, chỉ cho Phạm Thiên, chỉ cho Đế Thích. Rồi trời Phạm Thiên, trời Đế Thích, có trời mà cũng có ai. Mình là phải người quyết định. Nói chung cái nghiệp trước đã quyết định cái định nghiệp giống như cái trời, nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà muốn chuyển cái đó cũng ở nơi chính mình, có trời mà cũng có ai. Còn các cái giáo lý về nhất thần giáo hết thì ta bảo là trái đất hay con người, tất cả vạn vật đều do sự sức của Chúa Trời, của Phạm Thiên, của Thánh A-La, của Đế Thiên, Đế Thích, của các cái loại khác, của các kia. Giống nhất thần giáo, mọi người họ quan điểm khác nhau. Nhưng mà ngày nay khoa học người ta cũng là chúng mình có rõ ràng, mình là người học Phật, thì mình học trên cái lời dạy của Đức, thì cái nhân quả rõ ràng thế nào, nghiệp của mình đã chuyển như thế nào. Cho nên cái nghiệp là chủ nhân con người á, chủ nhân của nghiệp, là người là kẻ thừa tự của nghiệp mình tạo ra, là mình phải
nhận lấy. Và trong quá trình trong Phật pháp mình sẽ tìm mình hiểu học một cách cụ thể trong bài nghiệp hôm nay, mình thấy cái sự chuyển nghiệp như thế nào, định nghiệp như thế nào, một sự chuyển nghiệp như thế nào, đó là một cái sự cái dấu hiệu hết sức là tích cực, chứ không phải bi quan như mà nhiều người họ nghĩ. Thế nghiệp là gì? Nghiệp trong cái từ điển, trong cái tiếng ba tiếng Sanskrit thì nó gọi là kam, kama. Kama là chữ L và chữ M. Còn chữ kama trong tiếng Bali, Bali gọi là kama. Còn trong tiếng Sanskrit gọi là kama. Cái này các thanh niên sinh chúng ta cố gắng theo dõi phải học và được cái định nghĩa đó. Cái định nghĩa nó quá gì, định nghĩa gì, nghĩa ba gì, mình học mình phải thuộc. Và có nghĩa này, chữ kama và chữ kama có nghĩa là gì? Có nghĩa là hành động, cái tác ý. Hành động, cái tác ý. Nói một cách khác, nghiệp nó luôn được bắt nguồn từ những tạo tác của tâm, thông qua hoạt động của thân, miệng và ý, gọi chung là tam nghiệp. Do đó, một hành động tạo tác nếu không phát sinh từ tâm thì không thể gọi là nghiệp, mà hành động chỉ được gọi là hành động hay hành động duy tác. Và như vậy, định nghĩa của nghiệp là hành động có tác ý hay hành động được phát sinh từ tâm. Cái này là các tăng sinh chúng ta để ý, chứ mình cũng không để ý thì mình sẽ không phân biệt được nghiệp là gì. Đó, ví dụ nghiệp là mình nói là nghiệp được dịch từ cái tiếng Phạn. Tiếng Phạn là tiếng Sanskrit là kama, còn trong tiếng Pali là kama, dịch ra trong tiếng Hán đó là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là một hành động có tác ý, tức là hành động đó có phát sinh, có dụng tâm, từ tâm mà ra. Nếu một hành động đơn thuần không có tác ý, không có dụng tâm, thì cái hành động đó, thì cái hành động nó gọi là hành động duy tác. Giống như có nhiều người á, trong cái chấp chim bao gọi là mộng du đó. Các anh em sinh có bao giờ nghe tới cái chưa kể chuyện mộng du? Mộng du là một trường hợp rất đặc biệt. Họ đang ngủ như vậy mà họ đi có thể đi trên nóc nhà, họ đi trên tường rồi, mà họ không biết gì. Mà nhiều khi ban ngày họ bình thường họ đi được. Và trong những trường hợp mộng du thì họ hành động đó là có đi lại, có nhảy, có múa, có làm này làm kia đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà hành động đó hành động duy tác, không có sự tác ý của tâm. Đấy. Thì hành động này chưa gọi là nghiệp. Cho nên lần trước cũng có tăng sinh hỏi cái vấn đề mà chúng ta dụng tâm. Chẳng hạn khi mình ngủ dậy đó, mình đạp các côn trùng. Mình ở trong phòng mình ngủ dậy, buổi sáng mình ngủ dậy là người tu học chúng ta cố gắng hành trì cái luật tỳ ni. Hạ đơn tùng chuyên dần đáng trực chiếc bộ nhất kiếp chúng sinh từ hồi hồn những ưu túc hạ tán kỳ lực người những cuộc thời sinh tình độ. Cho nên cũng trong cái phòng mình đó mà buổi sáng mình thức dậy mà mình bước trong số đường mình đọc kinh đọc chúng, tự nhiên cái phước đức mình nó tăng trưởng, là mình có lợi đọc chết côn trùng mình cũng còn nguyện cho cái côn trùng đó, những chúng sinh đó được siêu sinh và tình độ. Thì cái nghiệp mình đó mình tạo ra gần như không có, cái nghiệp mà nghiệp ác không có. Mình nghiệp thiện thì mình tạo ra, mình trái tâm của một cái trái tim của Bồ Tát, lý tưởng của Bồ Tát đạo, còn nhiều đến chúng sinh lỡ có đập chậm chết của các con côn trùng, con kiến, con dung dế đó, thì còn nhiều trong cái chúng sinh được siêu sinh tịnh độ, phước đức mình tăng trưởng nhiều. Còn cái nghiệp ác mình trả thì cái tí hẹo không có nhiều. Cũng một cái hành động mà giống như trong phòng mình có nhiều cái côn trùng mình ngủ dậy mà mình bữa trước đó là mình ngủ mắt nhắm mắt mở, mình vô tình đập chết mình không biết, mình niệm kinh niệm chú, thì cái hành động mình vô tình mình không hề biết mình dẫn chết cái con côn trùng đó, thì hành động đó được gọi là hành động duy tác, chưa gọi là nghiệp. Mặc dù là mình đập chết con côn trùng dế đó, nhưng mà cái hành động đó thì hành động vô tình, hành động duy tác, không vô tình, không có dụng tâm, không có cố ý. Thì cái nghiệp tạo ra, cái nghiệp ác tạo ra thì gần như là không có, hay là có thì rất là nhẹ, rất là ít. Nhưng mà cũng hành động tạo tác này, mình biết là trong phòng có dung cái dế, nhưng mà hôm sau mình dậy hay là mình vô tình mình đi, mình thấy là vô tình nó kệ mày, tụi bây là côn trùng bò bay mấy cậu tụi chết kệ, thì mình cứ đạp tiếp nữa, vô tình đúng không có vô tình nữa mà mình đạp nó chết. Giống như cái con mũi nó cắn mình, ví dụ thầy đang giảng bài thầy đang nói gì, cái mũi nó cắn mặt mình đọc không cắn thì nó vô tình đó, thì cũng cái mũi nó chết. Nhưng mà hành động đó nó vô tình, nó cắn đâu mình đắp. Nhưng mà mình tự nhiên mà thầy đang giảng gì đó rồi tự nhiên có mũi hay con ruồi nó đậu mình cắn thầy, cái con kiến cắn mình bực mình quá, phải giết mày, tự nhiên ta đang giảng bài mà mình tiếp tục đọc mà chết.
nó phải giết mà chết. Thì mình có dụng tâm có tác ý thì cái này nó tạo thành nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động có tác ý, có dụng tâm. Nên cái hành động cũng là mình ở trong cái phòng mình đi dẫn côn trùng côn kiến, nhưng mà mình vô tình đó, thì cái nghiệp nó chưa gọi là nghiệp, nó mà không có dụng tâm. Tại vì hành động nghiệp thì hành động có tác ý, có dụng tâm. Và hành động nó phát sinh từ thân khẩu và ý. Khẩu là những lúc bực mình, khẩu mình tức là mình chửi nó, côn trùng côn này cái bực mình nói chửi mắng bực mình có thể mình vô tình nói ra. Thân mình tức là mình đập nó chết hay mình dẫn nó chết. Khẩu mình nói ra và ý mình có dụng tâm là giết nó. Và các anh sẽ chịu khó chúng ta để ý trong chỗ này. Giống như vừa rồi thầy cũng thực tập cách đây cũng nhiều, và trong đời sống hàng ngày, một bác tài chạy xe tải đi vô tình nói chuyện điện thoại, hay là này đang để ý tới công việc này, có tự nhiên là một cái người nó nhảy qua đường, một em bé nhảy ra đường hay một bà cụ qua đường, nhưng mà đang nói chuyện điện thoại hay đang hút thuốc cũng rồi hít gió rồi không để ý, cái tự nhiên người đó đập một cái nhảy trong xe của mình. Thế thì gãy chân. Hành động đầu tiên là hành động không có dụng tâm, không có cố ý. Nhưng mà có một cái hành động mà bây giờ báo chí nó lên án phê phán tài xế khủng khiếp. Làm tài xế đó, ông đã biết là ông nói bây giờ cái người đã gãy chân rồi thì theo cái luật đó, thì ông phải nuôi cơm nuôi nước. Mà người chẳng hạn như đạp một người có thanh niên, một người đã có vợ có con thì phải thường mạng cho người đó rồi. Còn nuôi cả vợ con, nuôi em bé mấy đứa nhỏ đó, ông có hai đứa con thì phải nuôi đền cho đứa bé nó tới 18 tuổi là tốn tiền. Thay vì là nếu mà ông này ông chết á thì ông bồi thường có chừng vài 20 triệu thôi, giả sử như vậy. Nhưng mà bây giờ mà ông chưa ông không chết á thì phải nuôi thuốc thang, nhiều khi á là cái tiền trị thì bó chân bó cẳng nuôi ăn ông là 30-40 triệu rồi đó. Mà nhiều khi ông bị tàn là ông không làm được thì phải nuôi con cái thì nó tốn ra mấy trăm triệu. Thế thì cái ông này là một cái người tài xế mà không có tâm ác, cái người này hơi ác ý á, thì ông thấy cái người này bị ghế trong miếng cạnh mình chơi chết, ông đã lùi là ông cán người đã chết, cán người đã chết tức là đền tiền tử thôi, chứ còn không có đền cái tiền mà nó nuôi cho cái người đó. Cho nên cái hành cho người ta bị xã hội hết sức lên án và bồi thường bị phạt rất là nặng, camera quay lại và cái trường hợp này phạt rất là nặng. Hành động phía trước, hành động đó là không có cố ý, nhưng mà hành động phía sau ông lùi xe ông cán chết người ta thì cái người hành động là rất là ác, bị cái sai. Không những trong Phật pháp của Phật phong tắc một cách rõ ràng, nhưng mà về mặt cái thế gian đó, thì mình thế gian người ta lên án rất là ác nghiệp. Cái người này là tạo cái nghiệp rất là ác, chứ không phải là hành động ban đầu. Hành động ban đầu là hành động là di tác, giống như là một người robot. Robot trong thời đại về sau, thậm chí người ta mình nói, nếu mà trong tương lai xa nữa, trong tương lai gần, trong tương lai xa thì robot đó cũng có thể sử dụng tính toán. Robot bây giờ nó siêu lắm, robot người máy là ta điều khiển nó làm, nhưng mà robot trong tương lai nó có nó sử dụng cái những cái mô cái não, nó có sự tính toán cũng kích lắm trên phần mình rồi. Cho nên các tăng ni sinh đó là chúng ta khi mà học về giáo lý nghiệp thì phải nắm rõ điều này. Nên trước các tăng ni sinh hỏi về vấn đề một cái cô nó uống thuốc gì có giết có cái mang tội hay không, hay là trong trường mình dụng tâm thế này dụng tâm thế kia, là biết là phải giỏi được như thế nào, mình học Phật là mình biết chuyện mình nắm rất là rõ thì nó nhẹ nhàng. Cho nên trước quý thầy cũng đã chia sẻ các tăng ni sinh rồi, mình là người ở chùa mình cũng trồng cây cảnh, mình cũng trồng lúa, cũng trồng hoa, thế thì mình cũng bón phân, cũng bơm thuốc. Người Phật tử cũng vậy, nhưng mà hành động bón phân, hành động bơm thuốc của mình mà mình dụng tâm, cái tâm mình tốt đẹp trong đó, mình cố gắng mình dụng tâm, khởi tâm từ bi, khởi tâm thương xót vì cái đời sống thương yêu. Cho nên coi là coi cũng mong các con trùng này nó lỡ mà nó chết thì mong là siêu sanh tịnh độ chuyển kiếp, và mình niệm kinh niệm chú hồi hướng công đức nè. Thì cái phúc đức, cái nghiệp mình tạo ra thì nó có một, nhưng mà phúc đức mình tạo ra thì nó hai, nó ba, nó bù lại. Cho nên cũng một hành động đó mà nó lại tốt. Cũng giống như một người, một anh chàng đó, con nhà giàu có, cũng một hành động cán chết người, phải không? Thì bắt đi ở tù, luật pháp bắt đi vào ở tù vì không có tiền đền, nghiệp họ nặng quá, con gia trái chủ,
không chết người rồi bị luật pháp bắt. Nhưng mà cũng một cái người kia, họ lỡ họ không chết người, nhưng mà họ hàng của họ, họ có tiền, có của, họ đứng ra họ nói rằng thôi, bây giờ nếu mà sẽ làm giảm án đi, họ đứng ra họ lo từ cái đám tang, đám chết rồi giúp cho gia đình, thì họ bỏ mấy trăm triệu đồng, rồi họ buông lại, thì phải giảm án cho họ, thì thậm chí phải tha cho họ. Còn không có phải bắt bỏ tù, nó rõ ràng vậy, là giống như mình nói điều đó cũng giống như để mình dễ hiểu rằng để mình tạo ra những cái nghiệp tốt hơn, nó so gì mình nói đâu, thậm chí phước đức nó tốt hơn. Cho nên cái nhân quả, cái tạo nghiệp thì các tăng sinh chúng ta lấy nơi dụng tâm. Cho nên khi đạt tới cái đỉnh cao đó là nhất thiết chi tâm thật. Hàng ngày buổi chiều mà tụng kinh, các tăng sinh nào mà thọ trì kinh mong sơn chỉ thực, buổi chiều mình tụng mánh hỏa diệm diệm chiếu chiếc thành lý diệm nhiệt của hồn. Cố gắng mình học, mình tập cái gì mình đỡ tâm trong đó, hay lắm chứ không phải bình thường. Kinh mình cho các chú tiểu tụng ở trước chùa, cứ mong sơn chỉ thực Nam Mô Dĩ Nhiên Vương Bồ Tát, tức là con kính lạy, kính lễ Đức Bồ Tát Dĩ Nhiên Vương. Mánh hỏa diệm diệm chiếu chiếc thành lý diệm nhiệt của hồn nhiều biếu sinh tịnh độ cho tổng báo, hoa nghiêm bát cửa kinh. Nhược nhân dục niệm tu tâm thế nhất thiết Phật tu quán pháp giới tăng nhất thiết chi tâm đạo. Mánh hỏa diệm diệm chiếc thành là lửa dưỡng nó cháy phun phục nơi chiếc thành. Chiếc thành là cái thành sắc, là trong núi chiếc vi mô tả cảnh giới của địa ngục, đốt thiêu đốt chúng sanh, một trong khổ đau là bị lửa thiêu đốt, hành hình bằng cách thiêu đốt, uống nước đồng soi, rồi chĩa ba, rồi hàng băng, tất cả cái luật mà trong các cái kinh điển mô tả đầy đủ, nhất là kinh Địa Tạng. Mãnh hỏa diệm diệm chiếu chiếc thành lý diệm nhiệt cô, chiếc thành lý diệm mà trong cái thành sắc đó, lý là bên trong, liếc chiếc thành lý diệm trong thành sắc đó, nó thiêu đốt các cái loại chúng sanh nghèo nhiều, rất là đau khổ. Cô hồn nhược yếu sanh tình độ, mà trong lúc đau khổ đó mà các loại cô hồn các bác muốn sanh về tình độ. Chiếc thành lý diệm nhiệt cô hồn nhược yếu sanh tình độ, tức là các loại cô hồn các bác muốn được sinh về tình độ. Thì hãy lắng nghe bài kệ trong công kinh Hoa Nghiêm, thích tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh, nửa bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm. Đó là nhược nhân dục diệu tri, tam thế nhất thiết Phật, tu quá pháp quy tắc, nhất thiết chi tâm đạo. Nếu người nào muốn biết rõ về ba đời của tất cả mọi việc trong Phật giới, chư Phật, thì phải biết rằng phải quán chiếu tất cả đều về tâm tạo đấy. Cho nên cái nghiệp là giáo lý cơ bản, nhưng mà cũng từ giáo lý cơ bản đó chuyển khai những giáo lý thường thường hết sức là cao. Cho nên mức độ sau này thì học nghiên cứu lên Bát Nhã Tâm Kinh, rồi học lên Hoa Nghiêm Kinh, học lên là Pháp Hoa Kinh, những bản kinh mà sau này kinh điển đại thừa và các tăng sinh sau này thì sẽ học lên nữa, nghiên cứu và từ cái giáo lý nghiệp này. Nghiệp là gì? Nghiệp mà định nghĩa các tăng sinh phải học, mình thấy nó rất là dễ, nhưng mà không học thì không biết. Ai cũng có thể nói được nghiệp hết, mà già ở bán buôn bán ở chợ cũng có thể nói được. Người đầu đường xa chọn nói, ôi nghiệp tôi nó thế, nghiệp bà thế, nghiệp ông nó thế. Có là nghiệp là gì người ta không biết được. Mình phải học, nên rất là dễ mà không học không biết. Nghiệp mình nói nghiệp như mình bài bản thì mình nghiệp là được dịch từ trong cái tiếng Phạn, tiếng Sanskrit là cái từ Kamma, trong tiếng Pali là Kamma, dịch ra trong cái tiếng Hán Việt là nghiệp. Nghiệp là một cái hành động có tác ý, có sử dụng khởi tâm từ ba nghiệp. Tác ý từ tâm, tam nghiệp có ba nghiệp đó, thân, khẩu và ý. Một hành động mà không có tác ý thì chưa gọi là nghiệp. Để ta sẽ cố gắng để ý cái định nghĩa này và phải cố gắng học tổ. Thứ hai, về trong phân tích nội dung của nghiệp, mình sẽ tìm hiểu một chút trong cái bài về cái bài nghiệp của trong cái tài liệu về Phật pháp căn bản của giáo trình soạn của ban giáo dục và trung ương. Nghiệp là gì? Phần mở đầu, hạnh phúc và đau khổ là mối ưu tư hàng đầu của trong cuộc sống con người trên hành trình suy tư về cội nguồn của hạnh phúc và đau khổ. Thỉnh thoảng người ta cảm thấy một vấn đề siêu hình sâu thẳm, đó là ta là ai? Một khoảnh khắc trực cảm mà giúp con người nhận ra rằng có một cái gì đó có chuyển biến không ngừng trong một nguồn máy vận hành của sinh mệnh. Giáo lý về nghiệp sẽ giúp cho con người vén lên bức màn bí mật đó, làm lộ ra một nguyên lý trong cơ cấu vận hành chi phối của sinh mệnh, tạo nên hạnh phúc và gây ra đau khổ cho con người. Đạo Phật gọi đó là lý, nguyên lý hay là cái giáo lý về nghiệp.
Lời dạy căn bản giống nghiệp được thể hiện qua câu kinh Trung Bộ là các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là phân chia các loài hữu tình, nghiệp là có liệu có ưu. Nghiệp sẽ quyết định mọi vấn đề đó. Nghiệp là hành động tạo tác. Một tí xíu mình đi học các loại nghiệp, nhưng sau một thời gian các loại nghiệp sẽ phân tích đầy đủ. Sẽ cái nghiệp quyết định tất cả mọi đời của mình. Thế định nghĩa về nghiệp, nghiệp trong tiếng Sanskrit là karma, trong tiếng Bali là kamma, trong tiếng Hán là nghiệp, là hành động tác ý nói nghiệp khác những lúc luôn nguồn gốc từ tạo tác một công sức điều thiện cho tâm hồn cũng thành hành động của thân khẩu vị. Vì vậy mà các thuật ngữ là tam nghiệp. Tam nghiệp để chỉ cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tất cả là nó là nhất thiết chi tâm tạo. Ở ngày xưa có một cái câu chuyện mà một vị thầy, một vị hòa thượng, một vị thiền sư thì tu ở một cái ngôi chùa nọ. Tu rất là tốt, ăn chay, niệm Phật, tinh tấn tu tập và giới luật tinh nghiêm. Thế thì cuối đời của cái vị hòa thượng, vị sư này, cuối đời già rồi thì mắc một cái căn bệnh nan y. Căn bệnh nó đau mà uống thuốc này thuốc kia cũng hết. Thì sau cuối cùng nữa có một cái vị có một cái vị thầy thuốc nhân gian thôi. Ông mới tới, mới xem ông bóc cũng đem xem mặt rồi cho cái vị sư, vị hòa thượng già này. Thì ông nói cái bệnh này dễ lắm, chỉ cần uống canh gà một hai lần hết. Tại vì trong quá trình ăn uống rồi nó thiếu chất, việc này việc kia cũng chùa ngày xưa cũng rau muống rau lan luộc cũng làm tới với xì dầu thôi. Ăn chay ngày xưa nó khổ, phải ăn chay bây giờ. Hôm sau bây giờ tăng đi ăn một bữa 5-7 món, nhiều khi mà mua mấy cái nhà hàng chay ở lại mấy chục món, 100 món. Còn ăn chay ngày xưa như Phật tử rồi hay là cái chùa cơ là cơm như đậu làm miếng cho nó bị còi xương, nhiều khi là cứ xì dầu như rau muống luộc sáng cho một chiều luộc rau rồi cứ xì dầu nước tương làm miếng cho nó bị còi xương này kia. Thì ông lưu y đó, ông muốn bóc thuốc, ông mới nói rằng là cái điều này là thầy chỉ cần họ thường chỉ cần là uống cái canh gà là bớt. Do nó tôi tu hành thì thà tôi chết tôi không uống canh gà. Canh gà nó là cái loại đó là sát sanh hại mạng, uống canh gà nó thuộc là ăn mặn rồi, tôi chết nên cho tốt chứ không uống canh gà, nhất định là không có uống. Ở cái chùa nhà quê cũng cực khổ, tiểu liệu thì cũng có, tăng chúng cũng không có một bình nước suối lâu ngày, lâu Phật tử họ viếng tới họ thăm chút, hay là có đặc biệt là ông hòa thượng ông có mấy cái cháu thỉnh thoảng nó tới nó thăm. Rồi cái bệnh trầm kha càng ngày thì ông lúc đó thì ông đau nặng và hôn mê, nên có đứa cháu nó chăm sóc, nó thấy tội quá. Nó tội quá cho nên nó nghe lời nó thôi, giờ ông hòa thượng mình khổ quá mà giờ mà con lương thì nhất thiết mà chỉ cần nghe lời ông uống canh gà thôi. Cái lúc mà ông hôn mê rồi ông không còn làm tự chủ nữa, ông đau khổ nên đi mà hôn mê quá thì cứ cho uống thuốc mà những thuốc nam mình thường uống mất. Cái bữa đó cái đứa cháu nó ở thế gian mà nên nó thấy nhận nghe lời lương người nó lấy lén lấy canh gà, lấy cái canh gà tức là nấu cháo kiểu cháo gà rồi nó canh nó diễn rồi đấy, rồi canh gà. Thì lúc ông đau rồi giống như hôn mê không biết rồi thì đứa cháu nó lấy sức canh gà đổ cho ông uống, và từ ông uống mới ba hôm là mất, ông bớt khỏe mạnh lại. Thì ông cứ đơn giản nói sao mà ông uống được cái thuốc gì mà hay vậy. Thì là cái đứa cháu nó vừa cười vừa mừng, nó nói thôi con nói về thầy rồi tha cho con, chứ con lúc đó con cháu uống cho thầy canh gà. Rồi ông nghe uống nó tao uống canh gà cũng bực, học máu làm chết, học máu chết, học máu chết làm chết trong tức trong đó nghĩ một đời mình tu hành thanh tịnh rồi mình đã quyết mình chết. Thằng cháu này nó không có biết gì hết, nó đang mình trong lúc hấp hối nó trồng cũng canh gà, cho nên ông chết rồi cũng tạo thành ông chết tức chết tối, ông chấp vào cũng được, cho nên ông chết tức chết tối và ông trở thành hồn ma móc quế là quậy khủng khiếp lắm. Quậy nó cái ngôi chùa, chuyện đó cái chuyện cổ là bí mật ngôi chùa họ. Các tăng ni sinh cứ mở camera lên học mình theo dõi camera cho nó đỡ chán, tắt mic hết, nhiều người chạy trốn hết. Giống với thầy khi mình nói chuyện giảng thì cũng giống có đối diện với người,
không nói chuyện chuyện nhiều khi mình giảng mình nói giống như cái máy nói nó có cái mặt nó sẽ khó coi. Thì ông hòa thượng ông chết, mình chết trở thành hồn ma móng quế, mình trở thành quỷ thần ma. Cái điều này hết sức khoa học, cho nên ở trong kinh các tăng ni sinh mà ai mà học cái kho cũng trọng đó. À, cho nên sẵn ô hô đổ quyên kêu trót tàn cánh má hồng máu hồng nhuộm mãi chúng cần đào hoa rồi đó. Đó cái những câu thỉnh của hòa thượng Bích Liên. Và ví dụ như trai tinh ngũ giới tạo hoàng gái tỳ kheo đủ mọi hành nết luôn. Nên nếu mà người tu mà không có khéo mà phạm này phạm kia mà không có lo kinh kệ, không lo giúp đời, không lo dụng tâm mà phạm này phạm kia đủ thứ thì sau này không có ích gì hết, nhiều khi chết cũng phải đọa làm cô hồn các mắt, không phải là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni mà được bỏ hành bỏ lãnh đâu. Có nhiều ông mà đi vô chùa mà lợi dụng chùa chiền ăn chơi ngủ gội phá đủ thứ, mấy nó còn tội nặng hơn nữa, nên chết cũng trở thành dạng cô hồn các mắt. Thậm chí một bậc đó trong trước mình học tới cái vấn đề mà gọi là cộng tử nghiệp, mình sẽ thấy cái điều này đó. Cái vị tỳ kheo, cái vị hòa thượng, vị xuất gia đó thì cũng chết ông trở thành hồn ma bóng quế, là cái nơi chùa đó càng ngày càng lạnh lẽo hô hấp, mà cứ mỗi một chiều tối mình lên nhất là tới khuya mà 12 giờ 1-2 giờ sáng là có cái tiếng khóc rên rỉ khủng khiếp ở trong ngôi chùa đó, không ai dám tới. Chùa càng ngày càng lạnh lẽo không ai dám tới, gọi là chùa có ma, gọi là chùa ho, bí mật gọi là chùa ho. Thì một ông nọ có một cái vị thiền sư, cái vị thiền sư này là tu tập rất là tốt, cũng có sự chứng ngộ đạo rồi, mới đi qua cái khúc thực đi ngang qua cái ngôi chùa ho đó. Thì mọi người nó khuyên rằng nó là thầy đừng có đi vô này ở chi, cái nơi cái chùa này có ma khủng khiếp. Từ những ngày mà ông thầy già, ông thầy cũng hòa thượng nó không chết, hòa thượng già ông chết ở đó, tự nhiên giờ trở thành ma ở trong chùa khủng khiếp, không ai ở Phật tử cũng ai dám về thắp nhang kinh kỵ hết, ta sợ lắm. Thì ông thiền sư đó mới xin nó được, tôi ở được chấm sao tôi tám thúc có này, tôi ở đây các vị tôi không biết, cứ cho tôi ở đây, tôi có duyên chùa này, tôi giúp được cái chùa này, tôi xin ở trong chùa. Phật tử dọn dẹp rồi cho nó bị thiền sư nó vào chùa đó. Nửa đêm gió rít ra cũng khiếp hồn ma khóc kể, vị sư khóc kể hét lên để tôi bị o ức chắc này chắc kia. Nên nó là cái vị thiền sư nói sao tại o cái gì thì mới nói vậy, tôi là một đời tu hành thanh tịnh độ này kia mà giờ thằng cháu cho uống súp gà. Mình nói thiền sư nói gì, súp gà thì súp gà, cái việc tu hành là tu hành của mình, một đời thầy tu hành thanh tịnh cái súp gà nó ảnh hưởng gì đâu. Nên thiền sư mới giảng, nói mới dạy, mới thuyết mà cho nghe. Nếu mình gọi là tam nghiệp mà hằng thanh tịnh thì đồng phận hẳn tây phương, thầy có chấp làm chi mà súp gà thì đâu có liên can gì tới mình đâu. Sắc tức thị không không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nên các tăng ni sinh học đó, chúng ta phải muốn nắng nhiều khi mình đụng việc các cái mình buồn, trong gia đình mình có chuyện gì cái buồn nhận, cha mẹ đánh nhau ở nhà nó nghe tin buồn, còn tưởng có chuyện gì họ chuyện này chuyện kia họ làm gì cái tự mình bị chi phối, nó buồn buồn tí tẻ thôi, mình có lo gì hết, làm xong thì chuyển cái tâm mình cho mình vững tu tập cái chuyện gì chuyện kia, cho nên làm xong mình nó thanh tịnh được hoàn toàn, thanh tịnh không phải thôi là nơi tâm của mình. Hằng ngày mình đi mình đã đọc côn trùng, mình uống một chén nước vô đó là ngày mình uống bao nhiêu côn trùng trong đó rồi. Ăn mắc canh mà canh sạch là canh gọi là canh rau sạch, tức là canh mà không mắc canh cái. Học tử nói thầy con nhà con rau sạch nhà trồng vô thầy ăn tốt. Rau sạch nhà trồng thì cứ cào cào không có dám mua thuốc sâu, không có bơm phân cho nó là cào cào trong trống nó mổ rồi rầy mỏ tầm nước trong đó. Ăn vô nó cũng thành thứ mặn thứ xanh gì trong đó. Tất cả cuộc sống là tương đối, không có gì tuyệt đối hết. Trước một tăng ni sinh hỏi Phật tử hỏi mà bây giờ mình con đau bệnh như vậy cũng uống thuốc xạ trị vô như thế này cũng tiêu diệt những vi trùng nó cũng là con có bị phạm hay không. Cuộc sống là tương đối, mình giữ được phần nào hạnh phúc được phần nào, không có gì tuyệt đối, mà mình giữ giới cứ được 80-90% trở lên là siêu lắm rồi. Là Phật tử cũng vậy, Phật tử mà đau ốm mà giữ được cái gì vậy là quý quá siêu rồi, không lo. Tất cả là tôi nói là chuyện diễn đến cái cuộc đời này. Thì cái vị thiền sư đó xong khi mà đổ nghe vậy là nói thầy phải buông hết đi. Thì thầy với cái công đức của thầy một đời tu tập thanh tịnh của ngài, ngài phải nương cái phúc đức, cái nghiệp của ngài đã tạo ra trong suốt cuộc đời của ngài, nương theo công đức của thầy duy sức và vãng sanh. Tại sao ngài cứ chấp vô mấy cái chuyện mà canh gà cái đồ nằm ở trong đó đó, mình giờ trở thành oan hồn uổng tử quậy phá rồi tạo ác nghiệp đường chi cho nhân gian cơ sở. Khuyên cho nên là cái thiền sư đó là
cái vị tăng nó bắt đầu có duyên với độ được cũng mộ rồi. Đó vậy là con xin là đánh lễ từ con biết là con không có cố chấp về chuyện đó thì được bảo sanh được siêu thoát tái sanh. Trong một cái những cái chuyện mà gọi là các câu chuyện thiền môn, thiền sư Trung Hoa có ghi chép một câu chuyện, một trong một người là thánh Quang Thánh. Quang Thánh đó là Quang Công. Quang Công trong cái lịch trong những vị thánh của Trung Quốc cũng phải bình thường, và không những người Trung Quốc ta thờ mà ở Việt Nam cũng nhiều người thờ, trong các cái nhiều chùa cũng thờ thờ các vị Quang Thánh Đế Chúa, Quang Thánh, Quang Công. Hiện Quang Công khi ông chết ở một đời oanh liệt, Trung Liệt Tào Tháo cũng hết sức là kính ngưỡng, ai cũng nể ông ấy, nhiều người ở người Trung Quốc đã thờ. Nhưng mà cuối đời rồi á, ông oanh lên liệt liệt đánh trận thì còn chỉ bắt chiến bắt thắng, ít có người là vô địch thủ đối với ông đánh qua năm ải chém năm tướng chuyện bình thường, rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Nhưng mà cuối đời rồi ông đang ngủ cái bệnh bên sau này bên ông Ngô Lục Tốn hoặc bên Vua Hậu cái cắt đầu chứ, tôi là tí ngọ xa trường có mặt mặt tiếng ai mà hát cái bài ngõ Long Sơn mặt thu hà là gì đó, biên cương lá rơi thu hà em ơi là gì đó, tí ngọ xa trường có mặt tiếng cổ lai chinh chiến kỹ nhân hội, một con người chết chẳng thà nó chết trong cái xa trường có nói liệt liệt của một con người tốt chứ không có chết ở tại nơi nằm ở trong giường bệnh mà chết. Thậm chí một vị hòa thượng của mình cũng vậy, người tu tập để làm sao mình có cho nên cái chuyện này chỉ về chùa nó chết về chùa mình niệm Phật cũng rồi thì hòa thiền chết nên viên tịch đừng cố gắng mà chết ở nơi đường nơi xa là mình chết ở bệnh viện. Cho nên các cái hòa thượng mà mình quen biết này kia nó tu tập gì thấy khi mà thấy nặng lắm rồi thì thôi xin bệnh viện đưa về chùa nghe kinh nghe kệ thì mình chọn một cái duyên là mình cũng được mình cũng là mình có vãng sanh có tái sanh, không được thượng phẩm tiền sanh thì cũng thấp có tái sanh làm người cũng là người tu tập tiếp. Ước mơ mà còn là cờ thượng phẩm tiền sanh thì xưa lắm cũng dễ, nhưng mà người tu tập nếu mà thật ra trong hành nguyện người tu tập của mình có hành nguyện lý tu Bồ Tát nào mình tái sanh lại trong cõi người, vì họ thượng đạo cao quý trọng là tái sanh lại trong cái cõi người tiếp tục là chú tiểu tu tập hoằng vô Phật pháp để giữ được cái mạng Phật pháp giữa cuộc đời này cũng là rất là quý. Cho nên có những hạnh nguyện như ngài Bồ Tát Địa Tạng ngày sanh mà ngày phát nguyện sanh vô đâu, ngài sanh trong cảnh địa ngục cũng khó độ các cái chúng sanh đau khổ, mà ngài nguyện là khi nào những cảnh giới của địa ngục của chúng sanh là hết chúng sanh địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề địa ngục vì không thể bất thành Phật. Cho nên những hạnh nguyện của ngài như thế, mà cái người tu tập ở nơi là phải sao giữ thân khẩu ý thanh tịnh tạo nghiệp trong mình, cố gắng trong mọi hành động của mình, đó là giáo lý chuyên nghiệp. Rồi cái khi mà kể cái chuyện của Quang Thắng luôn, mình kể trên hết luôn, thì Quang Tơ Thắng khi mà ông kêu chết rồi cũng bị quân của Đông Ngô cắt lấy đầu đem về chân tạo tạo chết mà mắt tròn lên giống như Từ Hải chết. Khi mình nghe nàng Kiều mà quy hàng Hồ Tông Hiến tướng là quy hàng về triều đình là để cho mà yên phong yên phận, đất nước khỏi chinh chiến giặc giả đánh nhau nữa. Ai ngờ nghe lời nàng Kiều cũng quy hàng Hồ Tông Hiến, mưu mộ vô để cho cả ngàn người bắn chết, vạn tiễn xuyên tâm, bách tiễn xuyên tâm, trăm mũi tên bắn xuyên qua tâm, xuyên qua tim, xuyên qua người, chết mà không ho cứ mắt thì tròn luôn, đứng nhìn chết đứng luôn. Nên nàng Kiều xong rồi vô hối hận vô cùng, lại xuống ở một ngàn xuống. Thì cái chất của Từ Hải cũng là trở thành một người tướng, nên các tăng sinh mà tụng kinh hay cô hồn các bác cũng trở thành cô hồn. Trên thì đến mất vật vương hầu tướng tướng, và dưới thì đến người cổ sĩ công non nào, cái ti cái tông nào, là nam nào, là nữ, và có kẻ buộc mình trong lãnh ngự, hoặc có người lạc bước trốn xa trường, hoặc xa hồng xa sông tiến thăm thuốc chất on chất đức chất tâm bay đạn hạt chất thuốc độc thuốc này kia. Tới mức độ mà thường mà uống chúng cái thuốc canh gà cũng phải chết, mà nghe uống canh gà đã khỏe mạnh rồi học máu chết, nó là tu tập dữ lắm mà không hiểu được là cứ chấp vào đó chết.
Thì cái ông Quang Công, lúc ông chết rồi thì những khu vực ở trong cái triều đại, trong cái nước Đức Thục thời xưa chia làm ba nước: Ngụy, Thục, Ngô. Ngụy tức là cái ông nước Ngụy là do Tào Tháo, sau này cái cha con Tư Mã Ý thống nhất thiên hạ, là chia làm Tam Quốc ba nước: Ngụy, Thục, Thục tức là bên nhà của Lưu Bị, Ngô là bên Ngô Tô Quyền, Đông Ngô. Và Ngụy, Thục, Ngô ba nhà đánh nhau, đến khi mà ông Quan Tha, ông Quan Công bên nhà Thục cũng chết, ông chết làm cho ông là một đại tướng đánh bắt trận bắt chiến với tháng ba đến một bây giờ chết tại những chết đỏ chết vô duyên, là ông tức, ông trở thành một loại cô hồn các bác cũng biết. Cô hồn thì nhiều loại mà, ai mà học kinh hàng ngày cái điều này cũng thầy nói phải mê tín gì hết, mình mới hết sức khoa học mà hàng ngày các phần lớn các thanh sinh cũng là các chú tiểu vào chùa đều mỗi chiều phải đem cháo để cúng các mắt của hồn đó, cúng các loại đó chất ôn chất ức. Có những người hồn cao cấp tướng lãnh là hồn vua quan trưởng giả, tướng lãnh là hồn của hồn thứ dữ. Còn có những loại cô hồn mình nó gọi là những cái người đầu đường xó chợ, cũng giống như cuộc sống vậy đó. Có những người có thứ được vô cùng, và trong có cái thế giới của hồn u minh mịt mịt mù mù kinh điển mô tả thì nó cũng đủ rồi hết vậy. Thì ông Quan Công cũng kết trở thành một cái loại cô hồn mà quậy cúng kích lắm. Ông quậy là những cái khu đó là tối nào cũng là chiều tối, là gió rít nó thổi quỷ phá đó. Gà chó phải sợ, con nít thì không dám khóc, cúng kích lắm. Ma quỷ mô tả những cái thiền sư Trung Hoa trong cái thế kỷ thứ đời Tam Quốc, khoảng thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên. Thì có một thiền sư gì thầy nhớ em các cái thiền sư Trung Hoa, thiền sư Ngộ Tịnh hay ngày vậy. Thì lúc bây giờ ngài mới đi qua đó, đi hóa duyên qua cái cung này. Thì mấy người họ nói ngày sau thân lương đức ngài phải làm sao từ ngày hôm qua con không chết, là cung này không có trẻ con mà thối nhau khóc, gà chó im tối là rít lên gió thổi cúng khiếp, chứ hồn ma không quên là làm đẹp cúng khiếp nơi này. Thì cái thiền sư nói là nếu nó đi ngang qua đó xin tá túc qua những cái khu thôn làng khắc thực ở nơi đó, thì mọi người họ kể lắm thì nhà mới nói là được, thì ngài sẽ có, nhưng ngài cũng có duyên với cái vị đại tướng này, nên ngài sẽ có duyên được. Lịch sử thiền sư hôm ghi nhận là ngài đó, ngày đó cái là tối đó là gió nó rít nó thổi cúng khiếp, quan thánh cái là hồn ma của quan thánh hiện lên như gì mới bảo hoàng ngã đầu lai, hoàng ngã đầu lai trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta, con ngã đầu lại. Thì cái vị thiền sư đó mới nói ngài là một vị tướng con trung can nghĩa đạo, ai cũng phải kính lại ngài, ai cũng lễ phục ngài. Tào Tháo là cũng khiếp cỡ nào mà cũng hết sức là kính trọng ngài. Lưu Bị mà chết, ngài chết rồi Lưu Bị đau khổ tới mức độ nào mà không còn tinh thần để đem con đánh quân Đông Ngô cái người kia tạo được cứu họ thế gian. Ngài là một người sống là trung can nghĩa đạo, cứu dân độ thế, giúp người này giúp người kia hết sức là minh bạch việc này việc kia. Tại sao bây giờ chết rồi mà không có đem giúp dân giúp nước, mà chết rồi bây giờ quậy phá cả cái thôn làng, có mấy cậu chó mẹ nó cũng sợ, có dám xuống, con nít cũng không dám khóc, đóng cửa rất là kỹ, cửa kính thanh cài rất là đau khổ. Dân chúng bây giờ đang lầm than khổ, đánh nhau khủng khiếp, chiến tranh giật giải thế này, tướng quân Hà cớ gì phải làm với chim cái đau khổ cho cái thiên hạ đó. Quan Thánh mới nói rằng tôi một đời trung can nghĩa đạo, nhưng mà tôi chết oan chết ức thế này, tôi chẳng thà tôi chết ở nơi xa trường đánh nhau tướng này cũng kia chết. Cái này này tôi đang nằm ngủ nó cắt đầu bực lắm, không có đầu than xin khóc được chuyến kiếp được, tức lắm. Thiền sư mới trả lời là tướng quân hãy xem cái nhìn cái thanh long đao của tướng quân cầm trong tay, bao nhiêu con hồn vũ tử, họ cũng có cha có mẹ, cũng có con cái, thế tử, có nhà có cửa, mà tướng quân chém biết bao nhiêu người rồi, cũng là con người, thì ai đòi đầu của ngài là ngài chết bao nhiêu cái đầu rồi, những người đó cũng là chết cũng vậy, cũng hóa trở thành đi đòi đầu như ngài sao được. Bắt đầu thuyết giảng hoặc những cái gọi là thuyết linh, những trường hợp có duyên với nhau mới độ được không, thì sau này Quan Công trở thành một vị hộ pháp giả. Nên trong các cái chùa ở Trung Quốc, Trung Hoa, nhiều chùa Việt Nam làm hình tượng Quan Công thọ trong chùa. Và từ đó đến bây giờ bắt đầu
tự nhiên nhất là hiến lực đúng không, một cũng quan thắng quan công quan võ trường rất là linh thiêng, ai còn gì nhiều khí đồ, nên từ đó họ thờ thờ quan thắng, trở thành quan thắng, một người trở thành thắng. Nên những cái câu chuyện ở trong các cái vị là khi Trung Hoa nhiều sách cũng có đề cập thuyết ngày xưa. Thông qua cái nhóm đến về nghiệp, bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong cái nội dung của nghiệp. Thông thường mà nói đến nghiệp là nói đến vấn đề thiện và ác trong vòng sinh diệt tương tục của đời sống con người. Mà con người thì phải tự xây dựng cho mình một nghiệp, một đời sống khổ đau hay hạnh phúc. Khổ đau hay hạnh phúc là những cái cảm nhận của riêng mỗi con người khác nhau, vì thế sẽ không có một khuôn mẫu quốc lệ nào mà có thể quy ước được một cách đầy đủ về nghiệp. Tuy nhiên cơ sở của nghiệp là tâm, do đó khảo sát về nghiệp chính là khảo sát một cội nguồn của tâm, nhất thiết như tâm tạo. Nên lúc này tăng sư cũng có một vị hỏi về kinh pháp cú, mà nếu mà thiện nghiên cứu là phẩm song yếu, thì nhiều sách viết thì mỗi sách viết mỗi cái trang khác nhau tùy theo người mà trích dẫn, mà nội dung thì giống nhau. Thì theo người như Hòa Thượng Minh Châu thì dịch ra là văn thơ dễ nhớ, còn có nhà Hòa Thượng Tiền Siêu dịch ra văn vần. Văn thơ như Hòa Thượng Minh Châu dịch ra chúng ta dùng là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo, nói nếu với tâm ô nhiễm, nói lên hay hành động thì khổ não bước theo sau như xe trong hoặc kéo. Cũng phẩm song yếu tức là hai cái nội dung song song với nhau mà nghịch nhau, một cái ác một cái thiện. Cái thiện tức là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo, nếu với tâm thanh tịnh nói lên hay hành động thì ác là bước theo sau như bóng không rời hình. Để đó cái phẩm song yếu cũng nói lên cái nơi từ cái nơi mình tạo nghiệp. Hành động nghiệp là gì? Nghiệp là hành động có dụng tâm, có tác ý, có tạo tác thì mới gọi là nghiệp. Tất cả điều đó thì đều gắn với cái đời sống tạo đức luân lý của con người, với những cảm thọ vui buồn khổ lạc, mà không phải lúc nào những gì thuộc về vô lậu giải thoát. Do đó trong một số trường hợp các kinh văn đề cập đến nghiệp và lậu, nghiệp và lậu, lậu là cái sự rơi rớt, sự tồn đọng, hữu lậu vô lậu. Chúng ta cần hiểu rằng đó là một lối diễn đạt nhằm phân biệt giữa cái thiện và cái ác, và cái đã thoát ly mọi ý niệm về thiện ác, hoặc là có sự tương đối thiện ác và bất thiện bất ác. Nó nhiều gọi là trong vấn đề trong cuộc sống bây giờ thực ra gọi là thiện ác du du nan biện minh. Vấn đề thiện và ác nó mơ mờ du du nan biện minh, khó mà minh bạch, khó mà nói một cách rõ ràng. Du du nan biện minh, thiện và ác, thiện ác du du nam bị mất. Có người cho cái này là ác, có người cho cái kia là thiện, cái này kia nó tùy theo cái phong tục. Người thượng cho khác, người dân tộc này là đúng, nhận được đúng, quốc gia này là đúng, quốc gia kia đúng, quy định tùy theo vấn đề thiện và ác. Nhưng mà tất cả là đều được Phật dạy từ cái tâm xuất phát, tâm mình là chính. Chẳng hạn như tham sân si là nghiệp bất thiện, nghiệp ác, nhưng mà tự thân không tham sân si là cái nghiệp thiện, hay cái nghiệp thanh tịnh là giải thoát. Bởi lẽ thanh tịnh hay giải thoát tự bản thân nó là thoát ly khỏi mọi khái niệm về thiện ác, về hữu vô. Do vậy khi bàn đến nội dung của nghiệp, ở đây chúng ta chỉ thuần tiếng nói đến nghiệp thiện và nghiệp ác, tức là nghiệp hữu lậu, và không nói đến nghiệp vô lậu. Nói đến nghiệp thì không được, mà chỉ chung cho vấn đề còn trong nguyên vọng, chưa nói tới vấn đề vô lậu nghiệp, là nói cái giáo lý siêu việt, nói đến bát nhã chân không. Bàn trong bài mình bàn luận của mình thường bàn luận trong vấn đề nghiệp báo, thì là bàn trong vấn đề là nó có cái khái niệm thiện ác trong đó, thì chưa đề cập tới vấn đề siêu việt sắc tức vị không không tức vị sắc, vấn đề vô lậu. Phần thứ hai là phân loại nghiệp. Trong cái bài của ngài Tâm Thiện này, ngài phân được nhiều hơn. Còn trong cái cố và cuốn của Hòa Thượng Thiện Hoa thì cũng chia loại các nghiệp ít hơn.
rồi cái tài liệu của họ Hòa Thượng Tâm Thiện này là chia một cách đầy đủ hơn, nên quý thầy giới thiệu là cái tài liệu là các tăng ni sinh tham khảo. Cái thứ nhất là phân loại theo một tên gọi. Phân loại theo tên gọi là nó có loại nghiệp thiện, nghiệp ác. Nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là tư duy và hành động và các điều lành như thực hành ngũ giới và tập thiện. Nghiệp ác là tư duy hành động và các nghiệp lành như thực hành những điều trái ngược với ngũ giới và tập thiện. Định nghĩa thiện ác trong nhà Phật. Từ hai loại nghiệp trên là chúng ta phải xét đến tiến trình tạo tác tư duy và hành động để hình thành một nghiệp và thực hiện về đó. Do đó, nếu xét đến tiến trình của nghiệp, Rosh Karma, thì nghiệp được chia thành hai loại nữa, đó là nghiệp nhân và nghiệp quả. Trong nhân có quả, trong quả nhân cũng trước bài nhân quả là nghiệp nhân và nghiệp quả, nghiệp thiện, nghiệp ác. Nó có một loại nghiệp là vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp là nó không minh định được thiện và ác. Bộ phim Thủy Hữu nó có nói 108 vị anh hùng lưu sương mặt, Võ Tòng, các vị đó chỉ tham được 108 vị anh hùng lưu sương mặt. Anh hùng lưu sương mặt này là được cho là thế gian ca ngợi là anh hùng. Nhưng mà cái hành động của các vị này có thể gọi là vô ký chứ cũng có thiện là ác. Anh hùng có nhiều vị anh hùng là sao? Họ đi cướp của những người giàu. Mà những người giàu mà chống đối lại thì người ta giết người giàu. Đó là lấy cái của người giàu chia cho người nghèo. Thế thì cái hành động á mà ông đi làm lấy cái của nhà giàu chia cho những người khó khăn cực khổ thì hành động này được gọi là hành động thiện, hành động tốt, gọi là thiện nghiệp. Nhưng mà cái hành động ông ta đi giết những người giàu, mà phần lớn những người giàu thì cố nhiên những người ăn hối lộ những người này kia thì mình không có đề cập tới. Nhưng mà phần lớn những cái người mà có phúc đức, có giàu, có của cải. Chẳng hạn như mình trước kia đề cập tới cuộc mà cải tạo đường đất, có nhiều người đó thì giàu khổ, địa chủ của người ta rất là giàu có, nhưng mà những ông xuống hộ có tâm từ, nhiều người giàu có, nhưng phúc đức nhiều đời họ đỡ lại. Thế bây giờ mình giết những cái người đó, mình cướp của người đó, mình giết người và cướp của, hành động đó gọi là hành động ác. Đấy, thế nên một mặt đó thì nó gọi là thiện, gọi là ác. Và thiện ác vô năng định minh, trong trường hợp này chưa minh định được thiện ác là vô ký. Vô ký tức là chưa có thể mà minh định được, chứ ghi nhận được. Nghiệp thì nó có là thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp. Nó là phân loại theo tên loại. Phân loại cái thứ hai theo tiến trình. Tiến trình là từ nhân đến quả, gọi là cái định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp là cái nghiệp được lưu chuyển trong thời gian ổn định và từ nhân đến quả thống nhất với nhau. Ví dụ như cái trứng, thì trứng gà sau khi ấp một thời gian thì nó sẽ sinh ra con gà. Tiến trình nó đã trải qua là thời gian 1 tháng, 2 tháng thì tùy theo nó có sự minh định. Đó nè, giống như anh ta phải giết người chắc chắn anh sẽ có đền mạng. Tại cái nghiệp nó ổn định rồi, anh gieo cái hạt lúa xuống thì nó ổn định, chắc chắn vụ mùa anh có cả phong bón tốt thì vụ mùa sau anh sẽ được làm tốt theo ổn định, định nghiệp rồi, một sự nhất định. Còn bất định nghiệp là trong cái quá trình đó cái kết quả nó thay đổi đi. Bất định nghiệp đó là sự phân biệt theo tiến trình định nghiệp và bất định nghiệp. Bất định nghiệp là nghiệp không dẫn đến kết quả, hoặc là kết quả sẽ thành tựu trong thời gian bất định, hoặc là kết quả và nguyên nhân sẽ không hoàn toàn thống nhất với nhau. Đó gọi là bất định nghiệp, có sự can thiệp những yếu tố khác. Giống như trồng cam thì được cam, trồng đậu thì trồng đậu, được dòng dưa thì dưa. Nhưng trong quá trình anh trồng cây bưởi, nhưng mà anh can thiệp nó sẽ ra quả bưởi cho anh, nhưng mà anh can thiệp anh cấy trong đó có quả chanh, anh cấy trong đó cái mầm, đưa cái nhân của hạt quả thật của, đưa trong nhân đó của những cái trái lê, trái lượng, trái đậu, thì cái gốc bưởi đó là trồng gốc bưởi đó là nhân, nhưng mà đưa cái gốc đó là gốc nhân bưởi. Nhưng mà trong quá trình anh lắp ghép thêm nhiều cái nhân của Phật thủ, nhân cam, nhân mít trong đó, tự nhiên một cây bưởi nó ra không những bưởi mà nó ra là Phật thủ, vào là cam, mít, nhiều loại xoài vào trên đó mà. Nên trong quá trình không cái nghiệp nó là thay đổi, đưa cái nhân vũ cố khác vào, nó là bất định nghiệp. Nhưng mà đó nè, chúc mình học cái bài nhân quả. Phân loại cái thứ ba,
thứ nhất là phân loại theo cái là tên gọi, cái thứ hai nữa là phân loại theo cái tiến trình. Tên gọi là chuyện, là ác là vô kiến, phân loại theo tiến trình, định nghiệp và bất định nghiệp. Cái phân loại thứ ba là phân định theo thời gian. Nếu mà căn cứ theo thời gian thì chúng ta nhận ra có hai loại nghiệp, một nghiệp là chính nguồn và một người tạo sự diễn biến trong dòng tạo tác nghiệp, đó là gọi là nghiệp cũ và nghiệp mới. Theo thời gian có nghiệp cũ và nghiệp mới. Cái này là các tăng sinh khi học và chúng ta cố gắng gọi là mình phân loại các loại nghiệp, phân loại các loại nghiệp thì mình khác với những người không học là vậy đó. Những người họ học có nghiệp là gì, nghiệp là nghiệp thế thôi, họ nói vậy thì họ không nắm được, không định nghĩa được, và hỏi bao nhiêu có bao nhiêu loại nghiệp thì ta không biết. Người mình học thì mình phải nắm được, và thậm chí nó còn có sức lực cụ thể là phân loại theo tên gọi này, phân loại theo tiến trình, phân loại theo thời gian này, phân loại theo thời gian có nghiệp cũ và nghiệp mới. Nghiệp cũ đó là cái nghiệp mà đã được tích lũy từ nhiều đời sống quá khứ và hiện tại nó đã chín muồi. Chẳng hạn thân thể của ta nó cao cấp một ốm thông minh lưu đời hạnh phúc bất hạnh. Ngày nay mà do cái nghiệp phải được gieo từ trong vô thị, cái nghiệp quả đó là nó là y báo hay là chánh báo. Của cái thân này là quả dị thụ của các loại nghiệp từ vô thị. Ngoài thân này thì không hề có một cái nghiệp riêng lệ của vũ xưa tạo ra. Đó là cái nghiệp cũ. Nhân quả và nghiệp. Nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo, bây giờ quả mình sinh ra, gọi là tiến trình nhân quả. Nghiệp ở đây là nghiệp cũ. Cho nên trong cuộc sống này, cách đây khoảng chừng nữa là hơn khoảng chừng là gần 20 năm trước, lúc đó thầy còn học ở trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cũng ở thầy địa xuất thân ở Bình Định lên. Thì hồi đi học logo cũng học ở Sài Gòn, học bên cửa nhau Phật học đó, thì bên học bên Phật trường Vận Hành cái đường Nguyễn Kiệm Gò Vấp, còn bây giờ cái học viện bây giờ là chuyển qua bên Bình Chánh rồi. Và lúc đó cũng có mấy cái đứa bạn của Bình Định nó lên nó học bên đại học bên ngoài, ở quê nó lên thì ở cuộc sống ở quê lên, rồi cái cuộc sống sinh viên có đứa nào nó dù hắn chịu khó chịu cực nó học đó, thì nó thành tài, nó cũng giỏi, tốt. Nhiều đứa ăn chơi thì nó bồ bịch đủ thứ, rồi có một cái đứa bạn đó là nó bồ bịch với mấy đứa con nhỏ học sinh đó, bồ bịch rồi lo ăn chơi, cái tự nhiên là cuối cùng được phát hiện cái con bé nó ra nó mang thai đi, mang thai rồi là bây giờ là thì mang thai về báo về cha mẹ là chết, đang học sinh mà phải đi phá thai. Mà khi mà nó cũng có biết không biết, cho nên khi mà phát hiện ra cái thai nó 3-4 tháng rồi, 4 tháng mà giờ là phá thai là chết cả mẹ nó con, chết cả mẹ nó con, cho nên là cho nên sợ quá phải thuê một cái nhà sâu trong hẻm ở đó cho nó sinh con ra. Sinh con ra cũng không dám thừa nhận, sinh con ra một cái là giữa đêm khuya 1-2 giờ sáng là lấy khăn lấy lạnh quốc lên rồi quấn nó lại, quấn lại bỏ trước bên đường phố hay khu viện rồi vậy đó, trước chùa trước khu viện chỗ này chẳng phải nuôi. Cái nghiệp của một em bé sinh ra, nhưng mà có đứa thì sinh ra thì cha mẹ họ hàng trong chợ ước mơ có nhà lầu, có xe hơi, có đầy đủ những cái điều kiện đó. Sinh ra trong chăn em nệm ấm, nhưng mà có đứa thì nó sinh ra là kết quả những cuộc trình tình ngang trái đó, thì đứa bé nó sinh ra vấp ở trên lề đường, kiến cắn mũi mỏng cắn đục chết lúc nào ai hay, là cha mẹ có thừa nhận hay không cũng ai thừa nhận. Có những trường hợp mà chết là em bé nó nhiều nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, nó sinh ra bố mẹ nó sida, nó đầu thai vô cái sida thì nó phải bị sida. Có đứa này nó sinh ra thì thiếu tay thiếu chân thai là đủ thứ cái chuyện trong đó, đó là cái nghiệp cũ nhiều đời nhiều kiếp. Đó là chúng ta sinh trong cái lĩnh vực của cuộc sống thế gian, còn trong cái cuộc sống và trong những cảnh giới khác, 6 đường pháp giới, pháp giới lục đạo, lục đạo là 6 đường thì vô cùng vô tận nhiều lắm. Mình đứng trong con người mình nhìn nhận thôi là cũng đúng thứ rồi, nhưng mình thường mình nghĩ đó là nghiệp cũ. Còn nghiệp mới, nghiệp mới thì giống như cái thân này là nghiệp cũ, thì những cái gì mà hành động mình đang làm hôm nay và mình sẽ làm của ngày hôm nay hay là tạo tác về trong cái cuộc sống này, những mình đang làm đang tạo tác, cái những mình thừa nhận cái nghiệp cũ rồi, còn những gì mình đang làm đang nói đang hành động đang làm bây giờ trong hôm nay ngày mai được, những gì trong tầm tay của mình thì cái đó còn là không phải là nghiệp mới. Sự thành đạt của ngày mai như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào cái hành động và cái tư duy của mình trong ngày hôm nay. Cho nên kinh Tương Ưng Đức Phật dạy rằng
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là nghiệp cũ. Mất lé hay là tai gì là mất lé, hay miệng méo hay tai trọt, nhiều phần lớn sinh ra như thiếu chân thiếu tay, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì phần lớn nó là nghiệp cũ, nghiệp cũ. Còn các hành động ví dụ cũng là cái mắt đó, cũng cái tay, mũi, thân, miệng, ý đó, mà những hành động trong hiện tại nó sẽ tạo thành nghiệp mới. Và những người giỏi là mình biết tạo thành cái nghiệp mới để mình chuyển nghiệp, chuyển nghiệp. Nên trong Truyện Kiều cũng Nguyễn Du cũng nói: sư rằng phúc họa đạo trời, mọi nguồn cũng ở lòng người mà ra. Biết sư nào không? Sư gì? Sư Nhất Duyên. Ừ, sư Nhất Duyên không? Thế tại sao sư Nhất Duyên không? Sư Nhất Duyên là cái tên của Nguyễn Du đặt ở trong Truyện Kiều. Sư Nhất Duyên, Sư Nhất Duyên là tên gọi Nhất Duyên là hiệu phó của trường Trung Quốc và Hòa Bình. Cho nên sau 15 năm đoạn trường bắt đầu Nguyễn bắt đầu là Thuyết Kiều bây giờ trên sông Tiền Đường mà nhảy xuống chết. Vì Hồ Tông Yến rồi khuyên Từ Hải Hàn rồi chết on chết ức chết nhục, giết chồng rồi lại đi cưới chồng gửi gả cho tên Thổ Quan Hồ Tông Yến. Hồ Tông Yến là tầm bậy tầm bạ rồi cũng đồng đưa xuống thiền rồi bậy bạ Thuyết Kiều mới nghĩ rằng nghĩ tình phương diện quốc gia quan trên trong số người ta trong vào đến bắt ép gả cho tên Thổ Quan. Sau đó là được sư nghiên cứu đưa về, sư mới đồng hai người mới tâm sự nhau. Thuyết Kiều ấy, sư Nhất Duyên, sư Duyên là sư nữ nhưng mà sư nam nha, thì mới sư Duyên mới thổ lộ mới tâm sự tất cả cuộc sống này. Phúc họ đạo trời, sư rằng phúc họ đạo trời, gọi nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có tai, tu là cõi phúc từng là giai đoạn. Câu của Nguyễn Du cũng là một lời của cái ông đưa ra cho cái sư Nhất Duyên, nói trong lúc kết thúc 15 năm đoạn trường của Thuyết Kiều trên sông Tiền Đường. Nước Tiền Đường sẽ giá những on khúc giống như nước từ bi thủy sáng, trong kinh từ bi thủy sáng cũng giá được cái on da trái chủ những viên án là tiền phố. Nếu mà ngài quốc sư Mộ Đạt cũng làm một kinh từ bi thủy sáng. Còn những nhà ông Đại Thế Hạ cũng nhiều mượn cái sông Tiền Liền, sông Tiền Đường nhảy ra nó giá những on khúc để rửa sạch đi 15 năm đoạn trường của Thuyết Kiều. Sau đó Thuyết Kiều mới lại sống lại. Trong cái tiến trình nó phong lợi theo thời gian thì nó có nghiệp cũ và nghiệp mới. Trong Phật giáo Đức Thầy cũng thường chia sẻ những cái đề tài gọi là cái định nghiệp, cái chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là cái sự sử dụng lắm trong Phật giáo của mình. Định nghiệp, bất định nghiệp, cái sự chuyển nghiệp là một trong những sự ưu tú nhất trong Phật giáo của mình. Mà những người khác họ sinh nói một sao trời đất đã quy định rồi, có Chúa hay là có Phạm Thiên, có Thánh A-la, có tất cả mọi người họ đã quyết định hết rồi, thì là mình không có làm cái quyền nữa. Trong Phật giáo mình là mình chấp nhận có những cái định nghiệp phải, nhưng mà có sự chuyển nghiệp, có nghiệp cũ nghiệp mới, phân tích đầy đủ cái giáo nghiệp. Thế là phân tích thứ nhất là phân tích theo tên gọi, thứ hai là phân tích theo tiến trình, thứ ba là phân tích theo cái sự thời gian là nghiệp cũ nghiệp mới, thứ tư là phân tích theo cái tính chất. Ở có năm loại phân tích, có năm cái loại chia về để mình nhận định về cái tìm hiểu về nghiệp. Các anh sinh chúng ta đấy, cái thứ tư là phân loại theo tính chất, thứ ba là phân loại theo thời gian nghiệp cũ nghiệp mới, cái thứ tư là phân loại theo tính chất. Theo loại theo tính chất thì những trình bày nghiệp là sự chín muồi của quả dị thục, của các nghiệp thuộc về bất thiện. Do đó khi nói đến nghiệp báo là nghiệp quả, người ta đề cập cái nghiệp là những cái gì mình có chuyện nghiệp, nhưng mà cái đề cập cái nghiệp là người ta nghĩ là nghiệp báo là những gì sống nó tốt. Thì đó cái sự hiểu của thế gian thôi, mình học là mình phải tổng hợp ở đầy đủ hết. Theo giáo lý về nghiệp là một nhân nó không thể nào tạo ra một quả, mà phải có các cái duyên nó phụ trợ. Trước học nhân quả cũng các tăng sinh tìm hiểu rất rõ ràng là, cho nên phải nói đủ là nhân duyên và quả, nhân duyên và quả.
Duyên là các giáo phụ làm cho nhân chính thành quả như nước, phong, sự cần mẫn chăm bón của con người. Đó là cái duyên làm cho hạt giống nó thành tựu nảy nở. Vì thế sau khi tìm hiểu về quả địa tục của sự chính lục nghiệp, ta phải tìm hiểu về ba đặc điểm. Cái này Tăng Ni Sinh về chúng ta chịu khó học cái nghiên cứu mẫn nghĩ thì nó ngộ ra, nó hiểu ra càng nhiều, nhưng mà học lúc con mình chưa hiểu được đâu. Nhiều khi chẳng hạn như mà có loại tính tính chất này, dị tòa nhi thuật, dị loại nhi thuật và biến dị nhi thuật, ba yếu tố mới đồng học qua thì mình chưa có thể mình phân biệt nhiều. Mình cứ càng ngày càng học lên, mình nghiên cứu đầy đủ thì mình sẽ biết được cái vấn đề tính chất con loại là dị thuật, dị tòa nhi thuật, dị loại nhi thuật và biến dị nhi thuật. Dị tòa nhi thuật tức là thời gian chính nguồn của nghiệp là quả khác nhau, thời gian tạo nghiệp cũng là khác nhau. Ví dụ như trái xoài, thời điểm khi sinh cho đến khi nó chín mùi là nó khác nhau, đó là dị thời, nó khác với thời điểm. Còn dị loại là kết quả nó bị biến đi, khác loại đi so với thời gian mới tạo nghiệp. Ví dụ trái xoài khi nó nhỏ thì nó chua, nhưng mà khi nó chín thì nó lại ngọt, nó biến mất cái chất. Còn bé còn nhỏ, trái xoài xanh thì nó lại chua. Nên nó chín rồi, nhiều có nhiều cái xoài, cái lạc có nhiều cái xoài nó càng chua, khi chín là càng ngọt, biến chất, dị loại khác loại, cái là chua cái ngọt. Thứ ba là biến dị nhi thuật, là kết quả biến thái và biến tướng, biến dị so với thời gian mới tạo nghiệp. Ví dụ trái xoài sữa no thì nó màu xanh, nhưng mà khi chín thì nó chuyển sang màu vàng, biến dị khác đi, nhi thuật. Mình đánh giá một con người cũng vậy, từ nhỏ họ khác, từ lớn họ khác, còn mỏng sự biến, cho nên chuyện tính chất của nó có dị thời dị tục, dị loại dị tục, biến dị dị tục. Các anh em xin tới về cố gắng mà mình đọc sách thêm, nghiên cứu thêm. Rồi thầy cũng đi nhanh một chút, nếu mà đi chậm quá thì họ các cái bài cũng theo kiểu tiến trình. Là phân loại thứ năm, phân loại thứ tư á, phân loại thứ tính chất, phân loại thứ năm, phân loại thứ năng lực, năng lực của nghiệp đó là nghiệp lực, năng lực. Năng lực của nghiệp phải được hình thành theo từng loại khác nhau trong một tiến trình tâm lý để đưa đến sự hình thành các đặc điểm tính chất của nghiệp. Thứ nhất là tập quán nghiệp. Rồi, cái này song thường à. Cho nên các cái sách khác thường đề cập tới cái vấn đề này là nhiều. Nó gồm có các loại mà trong hàng ngày mình thường gặp. Tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp và cộng tử nghiệp. Bốn loại cơ bản. Phong loại theo năng lực thì có bốn loại nghiệp chính, đó là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp tức là cái nghiệp đó chúng ta làm miếng thành tập quán. Nghiệp đó thu tập là thói quen trong đời sống hàng ngày, có thể làm thói quen của tâm lý hay hành vi, cách ứng xử. Ví dụ như hút thuốc là một tập quán nghiệp, uống rượu là tập quán nghiệp. Nó như ngưỡng uống miếng thì bỏ được, nó tạo thành cái sức kéo mình bỏ nó thôi, ngáp vắng ngáp và nó sanh bệnh sinh bệnh nên phải hút, không bỏ được. Có nhiều người uống rượu rồi là mức độ nghiện rượu rồi ngày mới mờ sẵn. Có nhiều người mức độ họ nghiện rượu, nó cũng khiếp mới mờ sẵn, họ phải đến có tiền và đi vay đi mượn để mua rượu. Rồi khi mà nặng nữa, họ đúng tay đúng chân mới mờ sẵn. Có nhiều trường hợp, có thể chứng kiến, thậm chí những người trong nhà cũng thể chứng kiến nhiều anh, nhiều em, nhiều cha, nhiều người chú, nhiều người xung quanh mà nghiện rượu có mức độ là thôi ngày nào cũng phải. Có khi mới mờ sẵn là nó ngáp thành rượu. Tay cho nó trở thành một sức tập quán. Khi mình hút nó miết thì cái nghiệp đó, cái lực, năng lực của nghiệp mình làm miết rồi trở thành năng lực, nó lôi kéo thành mình, nó mình chủ. Mới đầu thì là mình làm chủ nó, mình thích thì uống không thôi, có tiền thì uống, không có tiền thì thôi, mình làm chủ nó được. Nhưng mà khi nó trở thành, nó mạnh lên, nó thành cái năng lực của nó dắt dẫn lại mình, làm chủ mình cho mình làm chủ nó được. Không có tiền và đi vay, nghiền rồi xịt kem, ma tí, thuốc lá, thuốc phiện. Nhiều lắm ở cuộc sống, nhiều lắm phải không? Mình trở thành tập quán nghiệp, mình làm miết và trở thành tập quán. Cái thứ hai là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là các cái nghiệp được tích lũy dần dần như là nó rót nước vào thùng, có thể xem như thân ta là một cái luật. Tích lũy nghiệp từ vô thủy, tích lũy nghiệp nó trở thành lúc nào mình cũng làm dần 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 miết. Cho nên ta bảo giọt nước mà nó nhiễm miết, nó cũng là xuyên cái thở, xuyên thủng đạn, liên tục liên tục liên
trở thành một sức mạnh mà nó tích lũy nhiều rồi. Mình mới đầu mình nói một ngày tôi để dành 50.000 làm gì? Nhiều người nó mập một ngày tôi dành 10.000, trong khi người ta làm có nhiều người họ giỏi làm 1 triệu đâu, mà nhưng mà chỉ còn một ngày mà điều này mình dành 10.000 để nhân lên là mấy năm trời thì có số lượng tiền nhiều mới đồng chí mình tự điểm dần cứ liên tục rất nhiều. Ngày nay có một căn bệnh của thời đại là căn bệnh tiểu đường. Tiểu đường là sao? Tiểu đường là phần lớn là do mình ăn cái hàm lượng gluco đường rất nhiều. Bán nước có nhiều, ăn nước tương cũng bỏ đường cho nó ngọt, salad cũng phải bỏ trộn đường cho nó ngọt, uống sữa cũng phải cho nó ngọt. Ngọt miếng 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 là tích lũy trong cái cơ thể, trong tế bào nó trở thành cái lượng đường quá nhiều. Ảnh hưởng tới mạch máu, ảnh hưởng tới này kia, nó làm tắc nghẽn một sừng ra, từ từ nó sanh ra mình tiểu đường, biến chứng tiểu đường tạo ra huyết áp, huyết đường đúng lời bệnh phát sinh. Đó là cái bệnh của thời đại, nên giờ ăn uống gì cũng hạn chế hết mức được, uống mấy chuyện khó chua ăn cay đắng chút. Thời đại giờ lạ, ngọt nào thì cũng phải hạn chế ăn đường, hạn chế mất. Bữa nay mà đường nước ngọt mà nó bắn không có chảy nhiều, nhưng mà cái cây đắng là bắn chảy rất là chảy. Bia bọt là cây đắng, đó không? Chanh là cây đắng. Quán cà phê bây giờ mở rất là nhiều. Thời đại Covid này là bao nhiêu cái quán xá đóng cửa đóng đồ hết, không có khách đâu, nhưng mà quán cà phê mở ra cái là sáng không thất nghiệp đồ nhiều vậy mà. Cà phê mở ra rất là nhiều, nhiều người mà. Cà phê đắng, nhưng mà thật sự lúc bây giờ chứ không phải là đường bắn chạy, nước ngọt nó cũng chạy, bia cà phê này kia là nó chạy, nó tùy trong cuộc sống. Nhưng mà cái gì mình tích lũy miết biết cho nó tích lũy nghiệp, cái nghiệp của vậy mình cứ làm biết, giống như mình chịu khó mình thức khuya mình dậy sớm mình học, đặc biệt là các vị tăng nó sinh học biết biết là đã học đã thành công tốt, học ngôn ngữ tốt là phải tích lũy. Mỗi một ngày mình phải học làm sao ít nhất là 2 chữ Hán, 2 chữ tiếng Anh, mà cứ điều cho mình nhâm lên. Nhưng mà ngày mà học được 3 chữ tiếng Anh, người nào giỏi là 10 chữ, người nào học sơ sơ thì cứ tích lũy biết một ngày 3 chữ thì nhâm lên 1 năm mà có một hôm 1.000 từ mới rồi. Mà mình 10 năm thì mình học thành cái cuốn từ điển bản từ, đó là tích lũy mình. Chứ mình cũng không có chịu khó mà tích lũy thì mình thôi, nên nó tích lũy nghiệp. Nghiệp cũng vậy, hành động của mình, nghiệp là những hành động tạo tác của mình, dụng tâm. Thứ ba là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là cái nghiệp gây nên ấn tượng xấu ác cực mạnh và sâu trong tâm lý con người, như phạm có 5 tội ngũ nghịch. 5 tội ngũ nghịch đó là tội giết cha này, giết mẹ này, làm thông phật chảy máu, phá hợp tác, đề bà đặt đau rồi. Còn cái thứ tư là phần lớn người ta gọi là tạo phạm tội ngũ, đó là phải đọa trong cái cảnh giới của địa ngục của nghèo bị. Nhưng mà cố nhiên là mình cũng chuyển hóa được. A xả thế là phạm tội giết cha, nhưng mà sau này ông tạo quá nhiều cái thiện nghiệp, ông gia trách chủ nhiều đời nhiều kiếp ông nợ, rồi sau này ông tạo rất là nhiều điều thiện nghiệp. Ông là người sau này đã giúp cho tăng đoàn cúng dường Phật quy y Tam Bảo. Ai mà đọc kinh sau này mình đọc cái bài kinh Sa Môn Quả, mình sẽ thấy ông vua Sản Thế công đức ông sau này nhiều lắm, rất là nhiều. A Sản Thế là ban đầu là gọi là giống như A Diệp Vương ban đầu là ác vương A Diệp, là một cái sát thủ giết cha, giết anh, giết em, giết những người khác máu, giết khủng khiếp. Sau này lên ngôi đế vương trong cái trận chiến Kalinga gặp thế nào, sau nguy Phật pháp trở thành ổ pháp A Dục, hoặc là ác vương A Dục, nhưng sau là ổ pháp A Dục. A Xà Thế cũng giống vậy đó. A Xà Thế ban đầu là ác, một cái tay, một cái người vương tướng rất ác, còn gọi là ác vương, gọi là những cái người rất độc ác, giết cha mình, có cướp với đại ca Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa đi tu nó ác khủng khiếp. Trong thời Phật chứ mà cũng có nhiều ông đó là ác tặc, ác khủng khiếp. Đề Bà Đạt Đa ấy, anh em chú bác với Đức Phật mà đi tu rồi là giết Phật, liên tục phải
bằng mọi giá. Cấu kết với hoa sạch thế, cấu kết với vị thái tử hoa sạch thế. Mượn hoa sạch, giết phật. Mượn dũng sắc của chuyên nghiệp, giết phật. Rồi là leo lên trên đỉnh núi, lên bao nhiêu bất thành leo lên đỉnh núi, lên xuống rồi mà kê đã biết rằng là những, chuẩn bị những cái tảng đá khổng lồ trên đó. Bảy đá khổng lồ trên đó sẵn. Đợi Đức Phật đang đòn đi, Đức Phật ngang qua những chân, đi khắp thành những chân, lúc lên xuống, lăn xuống, đè chết. Phá hợp tâm. Thế nên tôi xin phải có thời gian, dành thời gian đọc, đọc hai bậc lịch sử mà của vị đã đạt đạo, vị hướng rất cho một thủ. Cuối cùng là phải tỏ đi một như thế nào. Nó đêm và đạt đạo. Nó nhìn cái nghĩa tới một thủ. Cực trọng nghiệp. Đỏ đi một. Nên là sanh hám địa ngục, sanh hám địa ngục còn sống và đỏ trong địa ngục là cho con vị đạt đạo. Câu chuyện qua sở thế hay đề mà đặt đa hay qua dịch vui mà các căn sinh chịu khó đọc. Nhưng mà thầy vừa thầy kể ba câu chuyện đó là hết hai tiết thì khó đọc. Thầy kể lịch sử qua dịch vui thì hết một tiết liền. Mà kể lịch sử của sở thế nhiều khi cỡ hai tiết cũng đủ. Nó liên quan tới hoàng hậu Vi Để như thế nào, vua Tầm Bà Ta La như thế nào, lịch sử sở thế như thế nào. Cuối cùng gặp Đức Phật đã chịu khó như thế nào, quy y với Đức Phật trở về thế nào. Và sau này tới mức độ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ông A Xà Thế là vua sở là cái người hộ pháp để mà trong cái kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhất ở đâu, thành Vũ Sáng nước Kỳ Sở, người hộ pháp là cứ dường tài trợ toàn bộ hết là vua Xà Thế. Hộ pháp A, hộ pháp trước kia ông là ác vương, một vị vương tử, còn thái tử ác thái tử rất là ác mà. Giúp cha giúp Phật làm điều muốn mình không. Thế mà sau khi mình cha mình chết ông ăn năn sám hối gặp Phật quy y sám hối là làm bao nhiêu điều phước thiện. Cái đó mình học với bạn còn cực trọng nghiệp. Một cái nữa không là tiếp, cái là cộng tử nghiệp, cực trọng nghiệp và cộng tử nghiệp. Phân loại là theo năng lực. Các em xin nhớ bốn loại. Mà bốn loại nó hết sức quan trọng trong cái phân loại cho năng lực trong cuộc sống của người tu tập của mình, giống như trong cuộc sống của con người. Tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, học hành của mình là phải trở thành một thói quen, phải chịu khó thức khuya dậy sớm là nó quen. Những người làm miếng sáng là vậy, nó chịu dậy là miếng rồi cứ nằm ở ngáp ngáp mọc nó béo ra trên sông tiểu đường chết sớm không được vậy. Phúc đức đúng có là chết sớm. Nên là ông nào muốn to thì mập béo rồi phúc đức không có rồi mà chết sớm nữa, bụng nó to lên, vòng bụng to lên là vòng đời nó co lại. Nói thầy nhiều khi chứ mà ai muốn ngủ thêm mà sáng còn rất dậy mà người thì cũng như kém mà lo dậy cũng kẹt ngoài thiền kinh trì chú công đức rồi tích lũy thì cứ từng ngày từng ngày tập thành cái tập quán tốt, cái tích lũy của mình cũng kinh trì chú nhiều, đọc sách đọc bộ tích lũy kiến thức nó nhiều, làm miếng thì nó không có. Đặc biệt cái cộng tử nghiệp này, cái cộng tử nghiệp là gì? Cộng tử nghiệp là nghiệp lúc sắp chết hay là sức mạnh của tâm lý con người trước lúc tắt thở. Nghiệp này cực kỳ hợp trọng trong cái việc hướng dẫn nghiệp trước khi tái sinh. Những tư tưởng cuối cùng của người chết sẽ tạo nên một cộng tử nghiệp thiện hoặc bất thiện. Một người có thể suốt đời làm ác nhưng mà trước lúc tắt thở nỗ lực sinh khởi về thiện pháp, về những điều thiện trong đời và nhờ ý lực đó có thể tái sanh vào hình giới tốt đẹp. Tương tự như vậy, đối với các trường hợp ngược lại, từ đó qua kinh nghiệm cộng tử là chúng ta cần huấn tập các thiện nghiệp trong đời sống của mình để tạo thành một sức mạnh đoạn trừ các nghiệp ác ngay trong đời sống hàng ngày và đến giờ phút lâm chung. Chính cái cộng tử nghiệp là cái vấn đề như rất là nhiều mặc cải, mà đặc biệt nhất là hành giả tu tập thêm là Tịnh Độ Tông niệm Phật. Niệm Phật bản sanh là ta nương vào cộng tử nghiệp này, cho nên sắp chết rồi thì cái này nó rất là đúng với lời Phật dạy, không phải là không. Nhưng mà nhiều người đừng có nghĩ rằng là mình nó hết sức là khó khăn, giống như một ngày một đời mà mình không có cái trường hợp nó hiếm, nó không có dễ đạt được. Người cứ bảo là cái lúc cái niệm Phật mà ban ngày hay nhiều đời nhiều kiếp mà nó có tu tập, không có niệm Phật, không có kinh kệ, mà tới lúc thỉnh các hòa thượng, thỉnh các quý thầy, thỉnh các chư tăng hay thỉnh các đạo tràng niệm Phật đó họ trợ duyên, điều đó rất là tốt.
không ai bác bỏ điều này, kinh điển cũng ghi rõ ràng, trong nghiệp cũng rất rõ ràng, nhưng mà phải có hàng ngày nó mới tư duy được. Cái còn nếu mà lúc đó thì nó hiếm lắm, ngàn người thì may ra có được một người, xác suất hàng triệu người may ra một người, nó dễ gì. Giống như một người mà không có lúc không chịu học hành hết, mà tối cuối cùng rồi mà bảo là mình thi đậu thì chẳng có hiếm lắm. Mà mình làm cũng vậy, trong cái còn tự nghiệp này mình trợ duyên nghiệp Phật. Nhưng mà cho dù mình có niệm Phật được đi nữa thì nó cũng không có đạt được mà. Cái trợ duyên giống như mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà Đức Phật trong kinh A Di Đà, Đức Phật cũng vậy, không có làm những một chút phước đức nhân duyên để mà sanh về biển. Kinh A Di Đà cũng rõ ràng, nó đừng nói các kinh điển khác. Cái điều này mà liên quan tới cuộc sống rất nhiều, rất là còn tự nghiệp, mà giữ được lầm là lâm trung chánh niệm chiêu dương trong kinh điển nguyên. Và lúc mà mình mà thì chọn một cái duyên xuất lớn trong vấn đề nghiệp, chính cái yếu tố này mà đạo tràng là tịnh độ hay là hành giả tu tập tịnh độ, người ta khai thác được những cái điểm mạnh này. Giống như một thí sinh nó thực ra là học bằng ngày hàng ngày hàng năm hàng tháng thì nó tốt hơn nhiều. Còn những người mà tới cái kỳ thi mà nỗ lực hết sức mình học thì nó cũng lúc đó rất là quan trọng. Nhưng mà nỗ lực lúc đó thì nó cũng chỉ được 100 người may được một người thôi, chứ không xác suất không có cao. Còn cái vẫn tốt hơn hết nữa là phải học lấy được tích lũy nghiệp, từ cái tập quán nghiệp, những cái nghiệp của mình muốn tập trong cái đời sống hàng ngày, muốn tu học hành lâu dài. Chứ còn mình học tốc hành thức khuya dậy sớm trong cái một cái tuần thi đó, thế mình có dùng cái đạt rồi sau đó cũng ra sao kiến thức mình cũng mang một rất là nhanh. Trường hợp đó là trường hợp không hiếm, không đạt được. Giống như hàng ngày mình học rất là giỏi tiếng Anh, tiếng Tàu, mình đã học hàng năm hàng tháng, mình cái từ mình kiến thức mình rất là nhiều. Cho nhiều cái lúc đó một người một tuần trong cái ta học 7 năm, một người một tuần có dùng trong một tuần thì học rồi nó cũng có nhiều cái vỏ não mà chết thì nó thành công. Nó nhỏ cái đó là mục tiêu. Nó cái nhân quả nghiệp mà nó hết sức là khó học như thế. Và đặc biệt vấn đề mà nó cần không tưởng nghiệp. Chúng tôi quý vị xưa ăn sức gà, xui xẻo lúc đó nhập cái ông cháu cho ăn sức gà. Quan công quan thánh thì lúc đó còn tự nghiệp mà tạo một đời anh liệt liệt đủ thứ, một cuối đời vô duyên cũng tạo ra cho mình. Nhưng mà rồi cái công đức mình nó sẽ trở lại. Cho nên vua Maharam khi mà Thế Tử Tất Đạt Đa, vua Tịnh Phạm băng hà rồi, qua đời rồi, băng hà rồi, thì cái ngôi vị vương vị của thành Ca Tỳ La Vệ, cái người kế vị đó là vua Maharam. Thì vua Maharam là cái người sau được Đức Phật hóa độ, cho Đức Phật trở lại với ngài hóa độ cả cái vương thành Ca Tỳ La Vệ tu tập rất tốt, trong đó có vua Maharam. Rồi cái sự mà các tăng ni sinh mà đọc sách để ý cái sự mà nghiệp của cái sự mà vua Tỳ Lô Ly, có bao giờ nghe cái câu chuyện của vua Tỳ Lô Ly chưa? Thái tử Tỳ Lô Ly cố gắng mà đọc, mấy câu chuyện nó hấp dẫn lắm, hay lắm, trong Phật giáo liên quan tới đời cuộc đời Đức Phật, ông gia trái chủ dần tộc của Sakya, và tức mức độ mà vua Tỳ Lô Ly sát hại gần như xóa sổ dần tộc Thích Ca. Vua Hà Nam khi mà tu học Phật pháp rất là tốt, một hôm ông ta đã hỏi đạo Đức Phật ở đây, bạch Đức Thế Tôn, một người mà tu tập tốt như vậy thì chẳng may cái vị đó đang đi giữa đường bị cái xe đụng một cái chết thì phải làm thế nào đi về đâu? Hay là người ta chết mất cái kỳ dựa, người ta tu tập tốt hay người ta đang làm ác làm nồi, người ta tập đùng cái xe cắn chết, nó bom tôn bay đạn lạc thế này thế kia, nhiều khi có tôn tu tập như này như kia hay tạo phúc tạo đức thì người ta chết như vậy cái gì đâu? Đức Phật mới dạy rằng này Mahārāja, ông hãy nhìn cái cây ở phía trước mặt ông. Ông hãy nhìn cái đường cây phía trước mặt ông. Ông hãy nhìn có một cái cây kìa, cái cây đó mà nó nghiêng hết tới cái 90, nghiêng tới cái mức độ là con chim lân nó nghiêng hết, nó nghiêng qua còn 30 độ tiếp dưới đó, nghiêng vào bên trái mà nó còn 30 độ chuẩn bị nó ngã xuống dưới đó. Thế đùng một tới bây giờ là có cơn gió từ phía nam hay phía bắc phía tây thổi tới, cái cây nó đổ xuống thì cây nó đổ về hướng nào? Maharam mới thưa bạch Đức Thế Tôn, cái cây đó nó nghiêng hẳn về bên trái, nó còn có 30 độ hết rồi.
nó 180 độ mà nó nghiêng qua bên, nó nghiêng hết là 160 độ, nó nghiêng qua bên này còn có 30 độ nữa tiếp đó. Thì bây giờ cho dù đó có một cái cơn gió nó to nữa, nó có thổi giờ giờ hướng giữa bắc hay hướng tây hay hướng nam rồi, mà cái cây nó nghiêng về hướng đông tới mức độ ba còn ba độ ngã thì bất kỳ cơn gió nào cũng xảy đến cây chắc chắn sẽ phải đổi hướng đông, nó nghiêng tới còn ba độ ngã xuống. Thì Đức Phật nói ma ra cũng giống vậy, cái người nào mà hàng ngày tu tập công đức tích lũy nhiều mà họ nghiêng về thế nào họ sẽ đi về cảnh kia, họ tạo một cái nhịp mà nó tốt và giữ được năm giới thì tốt, thì đó là nhân chắc chắn họ sẽ phát sinh được. Tại cái nhân bốn sẽ tập ác tham lam thế này cho dù như thế nào, Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, người nào đi nữa thì cũng người đó cũng sẽ đi theo người họ tạo ra rồi, con gia trách chủ nợ là mình phải trả. Cây vẫn nguyên nhiệt phía mặt trời, mọi người sẽ tùy theo mọi người hướng của mình, cho dù có đức sức mất cái tiền tưởng rồi cũng đi theo những cái vị, mặc dù cái vị hòa thượng ăn súp gà ở trong cái lỡ lúc đó, một khi khai thị biết là tam nghiệp đồng thanh tịnh đồng phòng vãn tây phương, nếu mà bằng mình mà được tu tập thanh tịnh trước sau cũng được, cho dù lúc đó có xui xẻo bị oan gia trách chủ nhiều lần trực tiếp có thở trong lúc có thằng cháu đó dẫn thế này kia rồi cũng đi qua lên. Đó là cộng hưởng tự nghiệp. Mình học thời gian thì cũng ít, mà các tên là sự chịu khó về học làm nghiên cứu. Qua phần thứ 6 là một số danh từ về nghiệp mà bạn cần biết. Đó là bạch nghiệp. Bạch nghiệp mình nghiệp trạng, nó gọi là các chỉ là các thiện nghiệp. Trong kinh sách rất là nhiều, mà khi mình đọc thì mình học được dấu những nghiệp mà các tên là sinh học rồi, sau mình nghiên cứu kinh sách chúng ta sẽ dễ hiểu bạch nghiệp là gì, hắc nghiệp là gì. Hắc nghiệp là nghiệp đen, bạch đạo cho nên giang hồ là các bạch đạo hắc đạo. Bạch đạo là chỉ những người là tốt, đường trắng, đường sạch, đường tốt, bạch đạo. Còn hắc nghiệp là chỉ cho cái nghiệp đen tối, nghiệp xấu, nghiệp ác. Phi hắc bạch nghiệp là giống như lúc nãy mà nó không trắng không đen, gọi là mình giống như vô ký nghiệp. Hành động là di tác, không có thiện ác, không rõ ràng, không thiện ác, chưa có minh định được. Nhóm buổi sáng bắt mờ thì mình làm chết con côn trùng này kia rồi cũng chưa minh định được thiện ác. Nhưng mà cái hành động mình muốn đứng nhà mình cứu con côn trùng nó lên, mình giúp nó cho nó sống cái này kia thì hành động tốt, nó trở thành hành động thiện. Nhưng mà mình thấy cái con côn trùng nó ngáp ngáp lại từ tàu chết, mình đạp trên cái mình cứu nó thì mình xuất thân nghiệp ác. Mình mở mắt mình bước trong xuống giường hạ đơn từng chữ dần đặt trực trí bộ đó, mình vô tình mình bước xuống cái tình mình thấy mình đi xuất miệng rồi mình vô mặt mình phát hiện ra mình có một dung nhớ mình đọc nó dễ trong rồi ngáp sắp chết rồi, cái mình cái bọn mình có cái tâm thiện mình làm việc cái con đó mình nhận thành vị trí rồi cho may ra mong cho nó sống. Khi mình trợ duyên thế nào em rước cái chết thì mình trợ một cái duyên công chúng rồi niệm Phật hồi lúc công đức đó, tự nhiên phút lúc mình đã tăng trưởng, lúc mình có dụng tâm rồi, nhưng mà dụng tâm đó dụng tâm thiện dụng tâm tốt. Nhưng mà cũng hành động cái người không có tu tập được vô nó thấy con dùng cái giấy nó ngáp rồi nó đứng đạp chân chết luôn, dặm chân chết luôn, xịt não xịt bụng xịt đồ nó chết luôn, thì cái hành động là động ác, là hành động bắt đầu thành động là vô ký, phi hết phi bạch nghiệp. Ở trong kinh điển mô tả sau này học rồi mà nghiệp rồi cái biệt nghiệp là biệt riêng, biệt nghiệp. Tôi với thầy Trường chia sẻ một cái câu chuyện là biệt nghiệp, cộng nghiệp và chuyển nghiệp. Biệt nghiệp cũng là trong cái lớp học như thế này cũng có người giỏi người dở, có người giàu người nghèo, trong cuộc sống cũng vậy, có người khỏe người mạnh, có người ốm người đó, nghiệp riêng cũng vậy. Biệt nghiệp mặc dù là sống trong cái cộng đồng chung, cộng nghiệp là mình sống với mình đang học trong cái chung một cái đang học trong cái room này bốn mươi mấy người, 50 người, nhưng mà khác cái trong nó có khác, trong cái chung nó có riêng, riêng có chung, mỗi người khác. Biệt nghiệp và cái cộng nghiệp. Cái biệt nghiệp mình đọc cái dòng tộc Sakya, khi nó thấy con đi tu rồi, tông nhà Ananda đi tu rồi, nhiều người đi tu, thì những người đó trong cái tiền kiếp nó giết ăn cái con cá mắc gì cho nên ở trong đó sau này bị mua dòng tộc thái tử từ của người phó số dòng tộc tất cả. Câu chuyện nhiều, câu chuyện ở trong kinh điển hay lắm, các tăng sư đều có nghiên cứu. Ông già trái chủ
cái sự gần như là tam sát của dòng tộc Sakya qua câu chuyện của Thái tử Kỳ Cựu Ly. Đó gọi là biệt nghiệp, cận nghiệp, duy tác nghiệp. Duy tác nghiệp tức là nghiệp nó không có sanh đi, chưa minh định được. Chướng nghiệp, chướng nghiệp này, chướng định là ngăn cản những cái này, kết quả cũng cản trở sự thành, kết quả tạo thành. Đoạn nghiệp, đoạn nghiệp là sự tiêu diệt của năng lực của sanh nghiệp. Đó một đó gồm một số danh từ nghiệp mà bạn cần biết. Chúng ta sẽ tham khảo tài liệu đó. Ngoài ra mình sẽ tham khảo thêm cái tài liệu mà Phật căn bản đó. Trong nhiều đọc cái cuốn Phật thì cũng kho đó. Mình học là đọc sách này, đọc sách kiểu nghiên cứu cúng một vài dấu nhất nghiệp. Nhưng mà từ kinh điển thì được quý ngài, các vị hòa thượng, các vị mà có giỏi giang kiến thức và tốt, ngài viết ra để chúng ta học và nghiên cứu, đọc một cái có cái hay, có cái nguyên liệu nguyên kiến học rất là tốt, cũng đọc một cái sẽ thiếu. Thấy phần thứ tư là thái độ tâm lý của sự tiếp thọ nghiệp. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng trong giáo lý của nghiệp báo, vì mỗi người đều có cái nghiệp riêng do vô minh tham ái mà đã tạo nên. Do đó đương nhiên là phải đối diện với quả báo của chính mình. Sự trốn tránh nghiệp là điều hữu ích. Cho nên cụ ông mà Nguyễn Du trong Kiền Kiều đã nói rằng đã mang lấy nghiệp vào thân của mình, chắc chắn trời gần trời xa hiện căn ở tại chỗ ta. Chữ tâm cho mấy bạn ba chữ tâm. Nói cái nghiệp là nói với cái tâm. Nghiệp là một hành động tạo tác có tác ý, có dụng tâm. Vì thế vấn đề quan trọng được đặt ra là đối với người đang trên đường tu tập không phải là nghiệp mà chính cái thái độ của mình tạo nghiệp. Ăn cơm ở trong một bữa cơm nó tự nhiên người ta, Đức Phật hay một cái là ngày cũng có nhiều người ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, nhưng mà nhiều người nghiệp chứng hành nặng nề, ăn cái gì ăn bữa cơm chiên luôn, chỉ ăn cơm thì rất khổ, tại rau rất khổ, cạo đọt rất da tu tập khổ. Có nhiều người có phúc đức họ tự nhiên ăn gì cũng thấy ngon. Có nhiều người phải nói phải nói xấu chứ, nhiều khi trong tâm ni mà nhiều người không có được đi ăn mặn. Vấn đề là nó là trong cái giáo lý đại thừa, nhiều người cũng mình không phải nói xấu, mà nhiều người trong chùa cũng như ta đối với nhiều người ăn chay ăn đồ ngon mà có sức khỏe tốt, nhiều người đó thôi chứ ăn chay không có sức khỏe, lẽ thì mua bánh mì mà người ta mua thịt được. Điều này phải nói xấu là trong Phật giáo có phải không? Vậy đó cái nghiệp của họ đổ thừa. Nhiều người yêu con ăn ở chay biết là nó có sức khỏe, mà xin thưa người nào mà tu tập phúc đức đó là chứng, phúc đức là chứng ăn nhiều thấy ngon vậy. Một nhiều người cứ đi ăn đi tìm này tìm kia, ăn thêm đồ mặn đồ đồ ăn nhiều sợ ông khấn cáo con mày mà nhiều khi nó phát nó tạo nghiệp nặng đó, nó phát sinh nữa chứ không chắc có bệnh hoạn nó có không khỏe mạnh không. Nên mình tu mình phải tin tưởng mình cũng thực phẩm chay giờ nó nhiều thần để dinh dưỡng nó không chứ nữa, ăn chay đúng cách tốt sức khỏe tốt. Cho nên quan trọng nhất là cái tâm lý mình tạo ra, mình có bản lãnh của mình, chứ cứ lấy cái chỉ thừa cái này chỉ thừa cái kia rồi cũng mình không làm. Cho nên cái thái độ mình là tiếp nhận là thọ nghiệp nó quan trọng. Vì thế vấn đề được đặt ra là đối với người đang trên đường tu tập không phải là nghiệp mà chính là thái độ tâm của mình. Tâm mới là chủ. Tâm lý tiếp thọ nghiệp. Kinh mà Nivata Đức Phật dạy rằng người đã tiêu diệt được ái kiến, phá tan lớp tối tâm dày đặc trong tâm sẽ không còn thân thang mại. Đối với người ấy thì vấn đề nhân quả và nghiệp báo thì nó gần như không còn nữa, không còn vấn đề cả. Vô tâm dừng lại, đạt tới trình độ sắc tức thì không không tức thì sắc họ tưởng thành thức diệt phục như thị, phải đạt tới trình độ cao. Những người mà dùng tâm được như thế thì không có gì nữa. Thậm chí mà cũng được nhiều mức độ mà tu tập tốt rồi thì thôi. Kinh Pháp Quốc cũng vậy này, thân ta, con ta, tài sản ta, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Những cái chấp vào vấn đề bên kia thì đó là những cái tư tưởng mà tu tập lên đỉnh cao. Mình nghĩ được cái điều đó thì mình không có lo là nó gặp khó khăn gì trong cuộc sống mà sẽ nghĩ đến người đó mình vượt qua. Nhiều người cho đến nhiều người có yếu một chút mình không có nghĩ xa. Ví dụ như nhà mình có chuyện gì, bố mình có đau ốm, mình thương thì thương, mà mình thương mình. Bố mẹ đã đau ốm thì tự nhiên tôi thương cha, thương mẹ, tôi ăn cơm được, tôi làm tu được, tôi buồn. Đó là cái đời dài chứ không phải thương cha, thương mẹ. Yếu. Việc này thì kia ông gia trách cũng chứ việc. Cho nên chúng ta thấy rằng tâm lý của người giải thoát là sẽ hóa giải cái nghiệp của chính họ.
như là một giống một nhà sư vô cớ bị đi ở tù. Nhà sư vô cớ bị đi ở tù thì ở trong tù mà tâm của mình an. Những người ở trong tù họ than không thích phận, họ chửi, họ bối đố thức. Nhưng mà nếu bây giờ nhà sư mà tu tập tốt, gửi ở tù thì vô nó cũng hít thở không mà thiền, làm những ai di đà phật cũng xong, thì cứ không có bị chi phó được nhiều, không bị chi phó hoàn cảnh, cũng có cảnh giới địa ngục tối tâm đó. Nhưng mà ngày địa tạng ngày vào thì ngày hắn bị chi phó, ngày mà khởi tâm từ được cứu độ chúng sinh. Đó với những cái bậc cao thì người thì phải lựa chọn cảnh giới tốt đẹp để đi về. Người mà tâm lý tốt là bước ra đến thì nơi nào cũng phải là tịnh độ. Giáo lý tịnh độ là tôi thậm chí là như thiền sư Thích Nhất Hạnh nói là phải có tịnh độ hiện tiền. Người mà cứ mấy ước mơ phải sinh về chỗ này, cảnh giới tốt đẹp, ước mơ sinh chỗ này là cái tâm muốn, ước mơ thì đó. Nhưng mà mình không phải đứng ở trên giáo lý này mà đã phá giáo lý kia, mình phải thực tế, mình phải làm sao phải từng bước nữa có xem tịnh độ nó phải có hiện tiền. Không có an lạc trong hiện tại thì đừng có bao giờ tương lai có hạnh phúc được. Trong cái tâm mình hiện tại nó đang thân sông sân si đủ thứ mà không hóa giải được tham sân si trong tâm mình, mà mình bảo là mình về có tịnh độ thì nó không có đúng. Nhưng phải ngay trong hiện tại mình làm sao hóa giải được tham sân si mà nghi ác kiến tà kiến thiên kiến kiến thủ giới cấu thủ, mình phải hóa giải tình độ mình. Thì cái tâm mình nó tương ương với tình độ thì tình độ hiện tiền, hiện tiền mình có tình độ, và mai mốt một họ mình lâm chung thì mình cũng sinh được tình độ. Nếu mà hiện tại mình không có tình độ thì trong tương lai cũng có tình độ, rõ ràng gì giáo lý phật mình. Chứ mình không phải đá phá những người này kia. Trong cuộc sống bây giờ cũng nhiều người không biết ước mơ tôi muốn làm sao, và mình cũng luôn luôn rất nhiều cực mong tôi sinh về tây phương cực lạc suốt hưởng phúc, cái chuyện đó không hiếm lắm. Làm sao phải tu an lạc trong từng giờ, tu là biết biết giải thoát, tu được phần nào giải thoát phần đó, hướng được phần đó, giữ giới được phần nào giữ giới. Niệm Phật tự nhiên cái tâm mình nó thanh tịnh ngay trong cái giờ phút đó. Nếu mà niệm Phật mà trong cái tâm mình nó còn tham sân si thì cái tình độ tiền tiền không có, thì tình độ trong tương lai cũng không có. Thì nó cũng từ cái giáo lý nghiệp mà đấy. Thì một nhà sư cũng vậy, dù có bị trong tù nhưng mà cái tâm vẫn giữ được cái bình an, không có dao động. Nghĩa là nhà sư đó không bị chi phối bởi nghiệp, không bị chi phối được. Chẳng hạn có một hành động xảy ra để hai người, nhưng mà thái độ hành động thọ nghiệp thì hoàn toàn khác nhau. Như trường hợp nhà giàu thì đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, cũng luôn hành động đứt tay. Nhưng mà con nhà giàu thì nó khóc, nó kể, nó đúng thứ, nó bắt người này chuyện, nó thưa đúng thứ. Nhưng mà đó với một người mà ăn mày về một người mà bình thường, như cái người làm nông mà đứt tay không thua gì, họ lấy cái dây cọc cọc lại, họ lấy cái đất họ bịt vô xong. Nên gọi là nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột. Còn người tu mình thì mình tránh những điều đó. Do đó đối với nghiệp thì thái độ tâm lý của người tiếp nhận quan trọng hơn là chính cái nghiệp đấy. Cũng là một hành động đó, nhưng mà nhiều người thì nhìn rất là nhiều người thấy ghê. Cũng là một cái dòng suối để mình học cái nghiệp, cũng là một cái dòng nước như vậy. Mà người con người mình thấy nó nước, mình có thể mình nấu nướng, mình dùng này ghê. Nhưng mà cũng có cái dòng sông, dòng suối đó. Nhưng mà cái ngạ quỷ nó thấy nó trở thành máu, thành lửa, nó cũng không ăn uống được, mặc dù nó khắc, đứt cổ, đứt họng. Cũng một cái miếng ăn đó, nhưng mà tự nhiên những người họ ăn trong cái viện có cái cam lồ trong mình, ăn cái gì cũng ngon. Cũng như giống người đau bệnh rồi, người bình thường thôi. Và một khi mình đau bệnh xuống rồi, cho dù có đổ tiếng, đổ sông rồi thì họ chết rồi, chết mà cay đắng cái miệng, ăn gì cũng ngon. Mà người có phúc tự nhiên ăn gì cũng ngon. Và cái thái độ cũng là miếng ăn, cũng một cái dòng sông, dòng xuống. Mọi cái thái độ mình nhìn nhận cái vấn đề khác nhau. Thì người tu tập mình cố gắng làm sao đạt đó cái trạng thái nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Mọi việc mình tu tập cái nghiệp của mình nó tương ứng trong hoàn cảnh đó. Do đó mà đối với nghiệp, thái độ tâm lý của người tiếp thọ quan trọng chính nghiệp. Nên ngài Huyền Giác ở trong chứng đạo ca vậy này: sát na diệt là khước a tiền nghiệp. Nếu mà sát na diệt thì nó trừ được cái nghiệp. Có nghĩa là khi đã giác ngộ thì mọi nghiệp chướng nặng cũng như là cái nghiệp của địa ngục a tiền thì tích tắc cũng đều băng tiêu. Vì lý do này trong kinh thường nói đến nghiệp, tức là chịu đựng nghiệp, là phi thọ nghiệp, là khi không bị chi phối nghiệp. Tóm lại, Đức Phật dạy rằng không ai làm cho ta ô nhiễm, cũng kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta đau khổ, không ai làm cho ta an lạc, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta làm cho ta trong sạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Pháp Cú.
lời dạy trên đã mở ra một hướng đi mới cho rất là chủ động, tích cực trong việc tạo nên một đời sống an lành, giải thoát trong cuộc đời này. Bài nghiệp đó thì quý thầy tạm thời giới thiệu các tăng sinh như thế, còn mình về mình cũng muốn đọc cái tài liệu của họ từ khi tiền hoa và học phổ thông, đọc cho cụ thể cái vấn đề trong cái giáo trình Phật học căn bản. Thời gian bây giờ cũng quá giờ hết rồi, các thanh sinh có thắc mắc lúc nãy ai có hỏi gì đó thì chúng ta ghi câu hỏi lại để lần sau thì gì đó trước khi buổi học dành 15 phút để các thanh sinh có thắc mắc thì chúng ta cùng nhau chia sẻ tiếp tới. Thì còn vấn đề còn lại thì các thanh sinh cố gắng bài nộp cái bài kiểm tra để quý thầy chấm, nếu mà nhanh được thì trong cái tuần tới sẽ trả bài để có lấy một cái cục điểm. Mình cố gắng là các thanh sinh cố gắng thầy nói được cố gắng mình viết ra giá trước, mình bây giờ mất trình độ trung cấp, mình chưa tới mức độ là siêu việt giỏi tới mức độ là phải 10 ngón tay mà vừa đánh vừa viết bài được. Những cái nhà tốc ký hiếm lắm, như là học của thầy học rồi thầy cũng đánh bài nhưng mà cũng chưa đạt tới cái trình độ mà có tỏ là cái đòn mà suy nghĩ mà 10 ngón tay mới là mình đánh được, không có siêu được cái nhiều nữa, tốc ký họ siêu họ mới làm được điều đó, hiếm lắm. Ở đây là có 50 người, cũng may đến 10 hay 10 thì cũng chưa, còn những cũng có được. Thành thử ra mình đang học tốt hơn là các thanh sinh ghi câu hỏi xong là mình viết bài, viết suốt thời gian các thông bài mở đầu và kết luận, rồi sau đó chúng ta chịu khó đánh máy được gửi cái file Word cho quý thầy, gửi cho người lớp có được người ta khỏe. Nhưng bây giờ thầy bây giờ không phải nói thầy nhiều cái nhóm lắm, nhiều cái ban hành pháp trung ương, ban hành pháp của tỉnh, rồi nhóm này nhóm chùa, nhóm chiền, nhóm các thanh sinh, rồi nhóm này nó nhiều lắm, mấy chục nhóm, một danh sách kết bạn trong cái danh sách mấy trăm người nữa mà các tăng sinh bữa giờ cứ ép mà cấp kết bạn thầy biết suy nghĩ có nên kết bạn hay không, các bạn biết ngại lắm nên đừng có lo gì hết, cứ gỡ vào trong cái group Phật pháp căn bản đi cho nó yên. Nếu mình có nhóm rồi thành lập cái nhóm đó, nhóm là lớp học Phật pháp căn bản, các tăng sinh cứ gửi file Word vào trong đó, không lo gì đâu. Mà mình có biết đuổi có tăng có bạn mình có ai muốn xem thì cũng tốt thôi, trao đổi kiến thức nhau trong đó, mình học nhau mà chia sẻ không có lo gì hết. Viết nó rồi xong rồi cứ thầy nhận bài từ đó rồi sẽ chấm bài rồi đỡ rồi tiếp sau được đi. Có những thắc mắc gì liên quan tới câu hỏi nhân của nhật báo, còn cái một cái vấn đề luân hồi thì em xin Dũng Hải về hỏi thăm thì cái mà ở trong giáo trình của mình thì cũng chưa có thì cũng dễ, nhưng quán nhật báo luân hồi đọc tham khảo thêm liên quan gì những cái tiết sau cái gì mình sẽ chia sẻ trong tiếp tới. Cô bạn Mỹ về hỏi thì hỏi nhanh hết giờ. À, cô Liên Hoan bạn Mỹ gì đó. Rồi, có nhận rồi, nhưng mà cũng gửi qua trong cái vấn đề phải gửi qua file Word lại được không, đánh giấy chụp hình không phải là không có sửa được phải không, nó sửa nó thuộc cái hình ảnh rồi, chụp hình tức là gửi cái file đó là file picture hình ảnh rồi, mình không có chỉnh sửa được thì mình có chỉnh sửa thì kêu chỉnh sửa theo cái Photoshop thôi, không phải là chỉnh sửa trong cái câu từ câu cú nữa. Thành tự mình đánh file Word và chuyển qua được, có ví dụ quý thầy có ý kiến có chỉnh sửa gì có thể chỉnh sửa. Và thứ hai là cố gắng các tăng sinh cứ viết ít cũng được, không nên viết nhiều, mà đừng tránh cái trường hợp mà copy dài lòng thầm của rồi gửi cho thầy rồi cho lấy rồi bắt thầy đọc thì cũng lên, hiểu không, thầy đọc thì cũng biết phát hiện ra chỗ này chỗ kia chứ không phải là không, nên cứ đừng có làm mà cứ copy miết làm biết là copy cái bài này bài kia rồi gửi cho thầy thì nó xong chuyện là không được, nhá, mà cái đó là cái khó kỳ. Bây giờ gần 11 giờ rồi thôi. Mình nhờ lớn mình coi thì có chúng có cháu thì mình gọi cố gắng. Mai mốt lại hơn nữa, mai mốt càng lớn thì mình cũng phải làm việc để tập tiếp cận những cái thuộc về Photoshop, những cái gì nó khó quá thì mình làm được thôi, nhưng mà cái chịu khó mình đánh đó là cũng một cái trong những cái cách để thực tập. Thời gian mình giờ nó cũng nhiều, covid nó không có đi lại nhiều thì cũng là đỡ, nhưng mà thao tác thì mình vừa học vi tính cũng tốt, mình phải cố gắng. Bây giờ gửi rồi chụp hình gửi theo cái đó, chụp hình nhiều khi phải có chỉnh có sửa nó cũng được hả, thuộc hình ảnh mà, nếu mình chụp hình gửi thì nó thuộc cái file thôi.
mà nó không có rõ bằng cái file word là vừa chỉnh sửa được rõ ràng. Nhưng mà đánh có mỗi tay quá thì nhờ người ai mình đánh cũng được vậy đấy. Trong cái mốt mình thao tác vừa học là vậy, chịu khó lúc này. Còn cực chẳng não mình đánh không được, nó quá giờ quá hạn mình gõ cũng được, lúc đó mình đói khó thôi, không đạt lắm. Nên các bạn xin cố gắng cứ chịu khó mình đánh nha, từ mình thao tác. Bây giờ cũng là 11 giờ kém, gần 11 giờ rồi. Mời các thân xin chúng ta chắp tay và chúc được niệm hồi hướng là mình nghĩ. Nguyện đem con đấng này hướng về con thân gò đề tự gò chúng sanh đều trong tầm phấn đạo. Lớp nghĩ cố gắng làm bài đọc nha.